Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 141. Binh khí đại đế ở trong tay cảnh giới tế đạo cấp 9, uy lực càng đáng sợ hơn, từng đợt như sóng thần, không ngừng đẩy lùi những người xung quanh võ đạo đài. Binh khí đại đế, ngươi cho rằng nhà họ Diệp ta không có sao? Diệp Thí Thiên giơ tay hướng về hư không phía trên đầu. Âm uỳnh uỳnh, hư không dao động kịch liệt, ngày đột nhiên biến thành đêm. Khi mọi người ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi điên cuồng. Chỉ thấy, hư không phía trên đầu nổ tung, bóng tối bao trùm toàn bộ nhà họ Tiêu, một tòa tháp cổ kính lơ lửng trên bầu trời đầy sao, bao trùm và trấn áp toàn bộ vùng đất rộng lớn. Nguyên cổ đế tháp. Trời ơi, Diệp Thí Thiên, nhà họ Diệp chỉ có một binh khí đại đế, ông lại mang nó ra ngoài. Mấy người Tuyết Vạn Minh, Cổ Tranh Tiên, Lê Đạo Khung, Trần Thiên Trì. Không ngừng hít khí lạnh. Nguyên cổ đế tháp có khí tức khủng khiếp, phong tỏa toàn bộ trời đất. Cổ Nhất Minh đứng nguyên ở chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt phản chiếu đế tháp đang trấn áp tất cả. Các lỗ chân lông mở ra, lông dựng đứng. Diệp Thí Thiên chỉ vào Tiêu Lục Quốc, nếu ngươi dám ra tay, nguyên cổ đế tháp rơi xuống, ta xem vô lượng thước rách nát của ngươi có thể chống đỡ được không. Ngươi Tiêu Lục Quốc nuốt nước bọt, rõ ràng là thiếu tự tin. Ngươi dám? Tại sao ta không dám? Diệp Thí Thiên lạnh lùng lắc đầu, nhấn năm ngón tay ép về phía trước. Uỳnh uỳnh, nguyên cổ đế tháp rơi xuống như sao băng, nhanh chóng tiếp cận mặt đất. Bass, dưới áp lực vô tận, tất cả tu võ giả có mặt, ngoại trừ một số ít cảnh giới tế đạo cấp 9, đều bị ép nằm dạp trên mặt đất. Vô số lớp rèm ánh sáng sáng lên trên bầu trời phía trên nhà họ Tiêu, gần như tất cả trận pháp phòng thủ đều được kích hoạt. Nguyên cổ đế tháp rung chuyển, một luồng sáng rực rỡ từ trong đó bắn ra, phá hủy tất cả. Rắc, 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 toàn bộ bức màn ánh sáng phòng ngự nổ tung. Đợi đã, đợi một chút. Cuối cùng sắc mặt Tiêu Lục Quốc cũng vàng bệch, hai mắt như sắp nổ tung. Diệp huynh, đừng kích động. Có chuyện gì thì từ từ nói. Diệp Thí Thiên hét lớn, nói. Con, mẹ, ngươi. Công bằng mà đánh một trận trên võ đạo đài, ta không nói gì. Nhà họ Diệp không phải là không chịu thua được. Nhưng mấy lão già các ngươi lại dám nhúng tay vào trận chiến này. Mẹ kiếp. Ai dám động vào một sợi lông của Minh Nhi nhà ta, vậy thì... chết đi. Một tiếng gầm. Nguyên cổ đế tháp rung chuyển, năng lượng khủng khiếp tràn ra, như thể cả bầu trời sắp nổ tung. Phụt, vô số tu võ giả thực lực không đủ, lỗ tai chảy máu ngay tại chỗ, cơ thể gần như nổ tung. Lão tổ. Máu trong người Diệp Bắc Minh sôi sục, không ngờ Diệp Thí Thiên lại bảo vệ khuyết điểm của mình như vậy. Mí mắt Tiêu Lục Quốc giật giật, cho dù sâu trong nhà họ Tiêu còn có một binh khí đại đế. Nhưng không thể đụng vào thứ đó. Chỉ dựa vào một mình vô lượng thước thì không thể là đối thủ của nguyên cổ đế tháp được. Trận chiến này nếu như bắt đầu, nhà họ Tiêu và nhà họ Diệp, e là cả hai đều chịu tổn thất, nhưng nhà họ Tiêu sẽ tổn thất nghiêm trọng hơn. Làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào? Tiêu Lục Quốc chưa từng hoảng sợ. Cuối cùng, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói với Diệp Bắc Minh, Diệp công tử, ta sai rồi. Cậu giúp tôi nói một câu đi. Một khi đánh nhau, cả nhà họ Diệp và nhà họ Tiêu đều sẽ tổn thất. Diệp công tử, cậu muốn nhìn thấy sao? Hoàn toàn đầu hàng. Diệp Bắc Minh cau mày. Trong tình thế này, một khi cuộc chiến thực sự nổ ra, đối với nhà họ Diệp cũng không tốt chút nào. Lão tổ, dừng lại ở đây đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Nếu theo tính cách của hắn, cho dù hôm nay có đánh với nhà họ Tiêu, có tháp Càn Khôn Chấn Ngục và Càn Khôn Chấn Ngục kiếm trong tay, đương nhiên hắn không sợ. Nhưng, nếu sau trận chiến này, nhà họ Diệp bị tổn thất, hắn cũng không muốn nhìn thấy. Diệp Thí Thiên liếc nhìn Diệp Bắc Minh, vung tay lên, nguyên cổ đế tháp ngừng rơi xuống, lại bay sâu vào bầu trời đầy sao. Áp lực biến mất. Chỉ có một khoảng hư không phía trên đầu đã bị nghiền nát hoàn toàn và đang dần hồi phục. Minh Nhi nhà ta nói dừng lại ở đây, được. Diệp Thí Thiên gật đầu, nhìn xung quanh với đôi mắt cực kỳ lạnh lùng, cuối cùng ánh mắt rơi vào mấy người Tiêu Lục Quốc. Thứ nhất, trận chiến này, Minh Nhi nhà ta thắng rồi. Thứ hai, những thứ đã đặt cược trong trận chiến này, tất cả đều là chiến lợi phẩm của Minh Nhi nhà ta. Bao gồm cả vô lượng thước của nhà họ Tiêu các người. Cái gì? Trong mắt Tiêu Lục Quốc hiện lên một tia tức giận sâu sắc, vô lượng thước là binh khí đại đế hoàn chỉnh. Làm sao có thể đặt cược thua được? Hử! Diệp Thí Thiên nheo mắt lại. Nguyên cổ đế tháp lại xuất hiện. Mẹ ơi, đừng mà! Tu võ giả có mặt ở đó đều sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, tất cả đều ngã xuống đất. Lục Quốc, một bà lão cầm nạng đầu rắn, Tiêu Anh, lắc đầu với ông ta.
Truyền âm nói, vô lượng thước là binh khí đại đế, không thể tổn hại, hơn nữa, bên trong có thần. Cho dù giao cho Diệp Bắc Minh thì sao, hắn cũng không thể điều khiển được vô lượng thước. Đến lúc đó, vô lượng thước sẽ tự bay về, chúng ta cũng sẽ không bị thiệt hại gì. Diệp Thí Thiên là một tên điên, trước mắt đừng đối đầu trực diện với hắn. Tên này thực sự có thể làm bất cứ điều gì. Sắc mặt Tiêu Lục Quốc cực kỳ khó coi. Mí mắt ông ta không ngừng giật giật. Cuối cùng ông ta gật đầu, được, lấy vô lượng thước đi đi. Nhưng mà, tiểu tử, nếu sau này tự cậu không giữ được thì đừng trách ta đấy. Nói xong, trực tiếp ném nó ra. Diệp Bắc Minh có chút kích động, bước về phía trước. Năng lượng hỗn độn trong cơ thể dâng trào, khóa chặt vào vô lượng thước, cầm nó trong tay, khẽ run lên. Minh khí đại đế hoàn chỉnh, khí tức mạnh quá. Trong lòng Diệp Bắc Minh hưng phấn. Cho dù tiểu tháp đã hấp thụ một phần sức mạnh, nhưng vẫn rất đáng sợ. Chết tiệt, nhà họ Tiêu thật sự thua mất vô lượng thước rồi sao? Trời ơi, một binh khí đại đế, đây là vụ đặt cược lớn nhất trong lịch sử nhỉ? Hôm nay nhất định sẽ đi vào lịch sử, nhà họ Tiêu đã mất đi một binh khí đại đế. Toàn hiện trường náo động lên. Vô số người nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, hai mắt đỏ ngầu, hưng phấn cực độ. Minh Nhi, vẫn còn những chiến lợi phẩm này nữa. Diệp Thí Thiên nhắc nhở. Diệp Bắc Minh gật đầu, đem tất cả tổ long nhẫn, thâm uyên quán, hỗn nguyên chu và tất cả những thứ khác cất vào túi. Cái nào mắt tuyết vạn minh, cổ tranh tiên, lê đạo khung đỏ ngầu, nhưng không dám nói gì. Dương mắt nhìn Diệp Bắc Minh lấy đi các chiến lợi phẩm. Khi cất chiếc tử vi đấu đỉnh, trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, đan đỉnh chuyên dụng của tử vi đại đế, vận đạo mạnh quá. Dùng đỉnh luyện đan này, có gì khác không? Diệp Bắc Minh thầm nghĩ trong lòng. Trần Thiên chỉ nuốt nước bọt, vội vàng nói, cái đó. Diệp công tử, tử vi đấu đấu này là bảo vật của tử vi đế tộc ta. Ta sẵn sàng trả một mức giá mà Diệp công tử hài lòng, có thể cho ta chuộc lại chiếc đỉnh này không? Diệp Bắc Minh cười nói, tiền bối, nếu dùng binh khí đại đế để đổi thì có thể cái này. Trần Thiên chỉ không nói nên lời. Quay đầu lại, nhìn Trần Vũ Phân bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, Vũ Nhu đã ngăn cản ta, nhưng ngươi lại ở bên cạnh làm nhảm. Nếu không phải là ngươi, tử vi đấu đỉnh làm sao có thể thua mất được. Trần Vũ Phân sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, điên cuồng dập đầu, lão tổ, con không biết. Trần Thiên chỉ không nói thêm gì. Trần Vũ Phân biết rằng mình tiêu rồi. Dưới ánh mắt của đám đông. Ha ha ha, Minh Nhi, chúng ta đi, về nhà thôi. Diệp Thí Thiên tiến lên trước, vỗ vỗ vai Diệp Bắc Minh, ôm lấy hắn. Giơ tay xé nát hư không, dẫn theo đám người nhà họ Diệp, biến mất. Chỉ còn lại một đám tu võ giả đứng nhìn nhau kinh ngạc. Trong đám người nhà họ Cổ, một ông lão cầm đan đỉnh, từ đầu đến cuối đều ngồi ở phía sau Cổ Nhất Minh, nhàn nhạt nói, Nhất Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Nhất Minh nắm chặt nắm đấm, hỗn độn thể rất mạnh. Tên này không chỉ mạnh, hắn còn rất thông minh, giả lợn ăn thịt hổ. Tất cả mọi người đều bị hắn lừa, nhưng lão tổ, ta sẽ không thua hắn. Đáng ghét, ta hận. Tuyết Vạn Minh nắm chặt nắm đấm, tức giận gần chết. Một binh khí đại đế bán thành phẩm lại bị tổn thất như vậy, trái tim ông ta đang rỉ máu. Cổ Tranh Tiên sầm mặt nói, Tuyết huynh, không cần quá lo lắng. Chúng ta đều mắc bẫy tiểu tử này rồi. Thực lực của hỗn độn thể quả thực rất đáng sợ, nhưng cũng chính vì chuyện xảy ra hôm nay, chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn đến tiểu tử này. Soạt, ánh mắt tất cả mọi người tối sầm, rơi vào người Tuyết Vạn Minh. Tuyết Vạn Minh tức giận nói, tiểu tử này hôm nay chơi một ván lớn, gần như toàn bộ tu võ giả trong thiên hạ đều bị hắn lừa. Chơi ta như vậy, làm gì có chuyện tốt thế chứ? Chuyện này ta ghi lại rồi. Lê Đạo Khung thở dài một tiếng, chúng ta tuy rằng bị tổn thất nặng nề, nhưng tổn thất thảm nhất vẫn là nhà họ Tiêu. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều lần lượt chuyển hướng. Rơi vào đám người nhà họ Tiêu. Ở một bên khác, Tiêu Lục Quốc đứng trên võ đạo đài, đang tái tạo lại thân thể Tiêu Hùng. Tiêu Hùng, người chỉ còn lại một chút thần hồn, dưới sự liên thủ của Tiêu Lục Quốc và Tiêu Anh. Cái đầu bị cú đấm của Diệp Bắc Minh làm nổ tung đang từ từ được tái tạo. Tuy giữ được mạng, nhưng lại từ cảnh giới tế đạo cấp 9 đỉnh cao, rơi liền xuống 4 cảnh giới nhỏ. Rơi xuống cảnh giới tế đạo cấp 5. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, Diệp Bắc Minh, Tiêu Hùng ta thề rằng nếu không dùng cách thức tàn nhẫn nhất giày vào ngươi đến chết, cả đời ta đạo tâm bất ổn, mãi mãi không thể trở về cảnh giới tế đạo cấp 9. Tiêu Hùng vừa mới bình phục. Một tay chỉ lên trời, phun ra một ngụm máu, thề. Giọng nói Tiêu Lục Quốc lạnh lùng, được rồi, Tiêu Hùng, ngươi còn thấy như vậy chưa đủ xấu hổ à?
Tiêu Hùng tức giận đến mức toàn thân run rẩy, vung tay áo một cái, chuyện hôm nay một mình Tiêu Hùng ta sẽ chịu trách nhiệm. Vô lượng thước mà gia tộc bị mất đi, ta nhất định sẽ lấy lại. Không bao lâu nữa các người sẽ thấy thi thể của Diệp Bắc Minh sẽ bị treo ở lối vào của nhà họ Tiêu. Còn Diệp Thí Thiên đó, ta sẽ chiến đấu với hắn cho đến chết mới thôi. Sau khi nói xong câu này, ông ta xoay người lao vào phía sâu trong nhà họ Tiêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ còn lại Tiêu Lục Quốc và Tiêu Anh, chắp tay về phía các tu võ giả đang có mặt, các vị, xin lượng thứ cho sự lơ là của nhà họ Tiêu. Ta còn có việc phải làm nên đi trước, mời các vị tự nhiên. Không đợi mọi người trả lời, liền quay người rời đi. Chỉ còn lại đám đông đứng ngơ ngác nhìn nhau. Nhà họ Tiêu có vẻ thật sự rất tức giận. Phía sâu trong nhà họ Diệp. Ha 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 ha, ha 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 ha. Diệp Thí Thiên nắm lấy tay Diệp Bắc Minh, không nhịn được mà cười lớn, cháu trai ngoan, ha ha ha. Thực lực của con mạnh như vậy, sao không nói sớm chứ? Suýt nữa dọa chết lão tổ ta rồi, ha 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 ha. Mấy lão già của nhà họ Tiêu, Tuyết tộc, Cổ gia, Bất Hủ tộc, Hỗn Nguyên tông, Tử Vi đế tộc, bộ dạng đó, giống như ăn phải cứt vậy, ha 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 ha. Diệp Thí Thiên cười đến thở không ra hơi. Nhìn Diệp Bắc Minh như nào cũng thấy hài lòng. Lúc này Diệp Bắc Minh đang ngồi khoanh chân đếm chiến lợi phẩm. Tổ long nhẫn. Lưỡi dao sắc bén lộ ra, trong lưỡi dao dường như phong ấn một con tổ long, có thể nghe thấy tiếng gầm của tổ long khi đến gần. Thâm Uyên quán. Bên trong dường như có một lỗ đen đang chuyển động, chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến người ta cảm thấy tâm hồn bất an. Hỗn Nguyên chu. Có thể nâng cao đáng kể việc tu luyện thần niệm, mang nó bên người có thể nhanh chóng hồi phục sức mạnh thần hồn. Tử Vi đấu đỉnh. Đan đỉnh do Tử Vi đại đế để lại lúc sinh thời, tham thiên tạo hóa. Đan dược được luyện chế bằng đỉnh này, hiệu quả sẽ tăng hơn 1/3 trở lên, hơn nữa, có thể nâng cao chất lượng và tỷ lệ thành công của đan dược. Ngoài những thứ này ra, còn có rất nhiều bảo vật khác đang bay xung quanh Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, nếu những bảo vật này có ích với con thì con giữ lại. Nếu không có tác dụng gì với con thì cứ ném vào kho bảo vật của nhà họ Diệp. Diệp Thí Thiên cũng không khách khí, tương tự, những thứ trong kho bảo vật của nhà họ Diệp, con muốn cái gì thì cứ lấy là được. Ta đã bảo bọn họ rồi, cái gì có thì tùy con lấy, nếu không có thì cố gắng dùng mọi thủ đoạn để cung cấp cho con. Còn nữa, những thứ này, khí tức của chủ nhân trước vẫn còn ở bên trên, có thể vẫn chịu sự khống chế của chủ nhân trước. Trước tiên con nên luyện hóa chúng, để chúng trở thành của mình rồi nói. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Những thứ này chỉ là tiền thưởng. Mục tiêu thực sự của hắn chỉ có một, vô lượng thước. Cùng lúc đó, sâu bên trong nhà họ Tiêu. Tiêu Lục Quốc, Tiêu Anh, Tiêu Hùng đang liên thủ, ngồi khoanh chân trên một tế đàn cổ. Xung quanh tế đàn, phù văn cấp đế đang lóe sáng. Một sức mạnh thần bí chìm vào trong hư không. Cùng lúc đó, nhà họ Diệp. Đột nhiên, rắc một tiếng, nhẫn chứa vật trong tay Diệp Bắc Minh nổ tung. Đây là vật mà mẹ hắn là Diệp Thanh Lam để lại cho hắn. Hắn đã đeo nó từ Long Quốc đến tận bây giờ. Không đợi Diệp Bắc Minh kịp phản ứng. Vút. Vô lượng thước lao ra khỏi không gian chứa đồ đã nổ tung, sẵn sàng xé nát hư không, trốn khỏi nơi này. Muốn đi, nằm mơ. Diệp Thí Thiên hét lớn một tiếng, dùng tay nắm lấy vô lượng thước. Vô lượng thước thực hiện một bước ngoặt tuyệt vời, đế uy bùng nổ, một sức mạnh hung tàn đánh thẳng vào lòng bàn tay của Diệp Thí Thiên. Máu bay tứ tung, máu thịt mơ hồ. Rít. Diệp Thí Thiên đau đớn, một tay gần như bị phế, trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Bắc Minh cười lạnh. Vô lượng thước, muốn chết đúng không, dám đả thương lão tổ nhà họ Diệp ta. Tiểu tháp, ra đây. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trực tiếp lao ra, hướng về phía vô lượng thước. Vô lượng thước thân là binh khí đại đế, căn bản không phục, khoảnh khắc nhìn thấy Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, liền lao lên tấn công. Keng. Khoảnh khắc va chạm vào nhau, một sức mạnh như sóng thần bùng nổ. Mọi thứ xung quanh đều biến thành bột phấn, nếu Diệp Bắc Minh và Diệp Thí Thiên không đủ mạnh. E là cũng sẽ bị dư âm của chấn động nghiền nát tại chỗ. Dù vậy, hai người đều cảm thấy máu trong người sôi lên, phun ra một ngụm máu. Đây là, đế uy. Tay của Diệp Thí Thiên run rẩy, ông ta chỉ vào Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, cái này. Minh Nhi, chuyện này là sao? Tòa tháp đó. Diệp Bắc Minh cười nói, lão tổ, tòa tháp này tên là Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Phẩm chất của nó đã có thể sánh ngang với binh khí đại đế, chỉ là thiếu pháp tắc đại đế hỗ trợ mà thôi. Cái gì? Diệp Thí Thiên ngây ra,
vài giây sau mới buột miệng nói, Minh Nhi, việc này. Làm sao con làm được? Diệp Bắc Minh nói, để nó nuốt một vài binh khí đại đế chưa hoàn thiện, nó tự tiến hóa. Diệp Thí Thiên hoàn toàn ngơ ngác. Ông ta cuối cùng cũng hiểu được Diệp Bắc Minh lấy đâu ra tự tin để dám chấp nhận lời thách đấu của Tiêu Hùng. Chỉ riêng tòa tháp này đã đủ để Minh Nhi tự bảo vệ mình rồi. Đột nhiên, xoạt, một âm thanh xé rách không khí truyền đến. Hai người quay đầu lại nhìn, Tổ Long Nhẫn đang mang theo sát khí, chém vào đầu Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, cẩn thận. Diệp Thí Thiên hét lên. Diệp Bắc Minh phản ứng rất nhanh, lùi lại trong chớp mắt, nhưng vẫn bị đao khí của Tổ Long Nhẫn làm bị thương, để lại một vết thương trên vai. Máu tươi chảy ra. Tổ Long đao quay lại và tiếp tục chém giết. Muốn chết à? Diệp Bắc Minh giơ tay lắc lắc, thanh Càn Khôn Chấn Ngục kiếm xuất hiện trong tay hắn. Chém ra một kiếm. Gãy cho ta. Gầm gào. Tiếng rồng gầm vang lên, khoảnh khắc Càn Khôn Chấn Ngục kiếm tiếp xúc với Tổ Long Nhẫn, liền phát ra một tiếng keng, giòn giã. Tổ Long Nhẫn thực sự vỡ thành hai mảnh, một linh hồn rồng màu đen lao ra từ bên trong, sợ hãi muốn bỏ trốn. Muốn chạy à, mẹ kiếp. Diệp Bắc Minh hét lớn. Hắn trực tiếp đuổi theo. Một kiếm chém xuống, đầu của linh hồn rồng màu đen bay ra, sắp biến thành năng lượng và tiêu tan. Hấp thụ cho ta. Thanh Càn Khôn Chấn Ngục kiếm làm theo lời hắn, hấp thụ sức mạnh của linh hồn rồng màu đen, giống như cá voi nuốt chửng con bò. Trên thân thanh kiếm màu đen lóe lên một ánh sáng màu đỏ như máu. Một binh khí đại đế bán thành phẩm bị một kiếm của con hủy rồi. Cái này, không đúng, thanh kiếm này thành công rồi. Minh Nhi, con đã tìm được vô căn chi hỏa rồi. Chết tiệt, lại là một binh khí đại đế. Diệp Thí Thiên trực tiếp nhảy lên. Ánh mắt Diệp Thí Thiên rực lửa nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Một thanh kiếm, một tòa tháp, còn chưa tiến vào cảnh giới đại đế, nhưng lại có hai món binh khí đại đế. Đúng là nghịch thiên. Minh Nhi, còn lại có hai binh khí đại đế. Khoảnh khắc Tổ Long Nhẫn bị gãy, bên trong một sơn cốc. Tuyết Vạn Minh mở mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi, phụt. Đáng chết, tên xúc sinh này lại không tiếc mà hủy mất Tổ Long Nhẫn. Thật là lãng phí thiên vật. A a a a a. Một loạt tiếng gầm không cam lòng vang vọng trong sơn cốc. Cùng lúc đó, sâu bên trong nhà họ Diệp. Vô Lượng Thước và Tháp Càn Khôn Chấn Ngục điên cuồng đánh nhau, sau hơn 100 hiệp, Vô Lượng Thước cuối cùng cũng bị đánh bại. Nó rên rỉ một tiếng, trực tiếp bị Tháp Càn Khôn Chấn Ngục chấn áp. Rơi mạnh xuống đất. Sâu trong nhà họ Tiêu. Tiêu Lục Quốc, Tiêu Anh và Tiêu Hùng đồng thời mở mắt. Mẹ kiếp, thất bại rồi. Tiêu Hùng chửi rủa, mẹ kiếp rốt cục là chuyện gì vậy? Tiêu Lục Quốc cau mày, trong lúc mơ hồ, ta nhìn thấy một tòa đế tháp cổ ra tay, trấn áp Vô Lượng Thước. Là nguyên cổ đế tháp của nhà họ Diệp ra tay sao? Nhưng mà, nhìn hình dáng của tòa tháp đó không giống với nguyên cổ đế tháp. Tiêu Anh ở một bên lắc đầu, không phải nguyên cổ đế tháp thì là cái gì? Chắc chắn là nguyên cổ đế tháp. Nếu không, lẽ nào nhà họ Diệp có binh khí đại đế thứ hai sao? Cũng đúng. Tiêu Lục Quốc im lặng gật đầu, đổi giọng, Vô Lượng Thước bị nhà họ Diệp trấn áp, muốn triệu hồi nó về dường như là không thể. Vậy phải làm thế nào? Tiêu Hùng nóng nảy, lẽ nào lại dâng Vô Lượng Thước cho người khác như thế sao? Ta không cam tâm. Tiêu Lục Quốc liếc ông ta một cái, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi bất cẩn, thua trên võ đạo đài, còn để mình rơi vào tình trạng bi thảm này, Vô Lượng Thước có mất không? Ta Tiêu Hùng mở miệng, nhưng một câu phản bác cũng không nói ra được. Tiêu Anh sầm mặt nói, Lục Quốc, người có ý định gì? Hừ, Tiêu Lục Quốc cười lạnh lắc đầu, nhà họ Tiêu ta không thể chịu thiệt như vậy được. Người đâu? Hạ lệnh. Giây tiếp theo, một ông lão bước vào, quỳ một gối, lão tổ, xin người dặn dò. Tiêu Lục Quốc nheo mắt lại, việc bảo ngươi điều tra thế nào rồi? Ông lão ngẩng đầu lên, lấy ra một viên ngọc, rót thần lực vào đó. Trong giây lát, từ trong viên ngọc giải phóng ra một bức tranh, một bầu trời đỏ như máu, vài dây xích thần lần lượt từ trên trời rơi xuống, bao trọn một viên mẫu thạch hỗn độn. Trên mẫu thạch hỗn độn, những phù văn đế đạo nhấp nháy, giống như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Theo lời của lão tổ, lão nô đã đích thân đến nhà tù số 7 một chuyến. Lão nô đã lãng phí 10 triệu năm tuổi thọ, tranh thủ thời gian nhìn lại, nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Mục đích Diệp Bắc Minh lấy Vô Lượng Thước dường như là để sửa chữa nhà tù số 7 đã sụp đổ. Ông lão nói, trong bức tranh, không nhìn thấy nghĩa địa hỗn độn, nhưng có thể thấy Diệp Bắc Minh đang nói chuyện với chính mình. Nhìn khẩu hình, hắn đang nói chuyện với ai đó.
Tiêu Hùng tinh vi đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra vấn đề. Tiêu Anh lạnh lùng nói, tiểu tử này có thể đi đến ngày hôm nay, đằng sau nhất định là có cao nhân chỉ dẫn. Người hắn đang nói chuyện, nói không chừng chính là người đứng đằng sau. Tiêu Lục Quốc phẩy tay, truyền lệnh của ta. Triệu tập nhà họ Tiêu, một nửa trở lên cảnh giới tế đạo cấp 5 theo ta đến nhà tù số 7. Nhà họ Tiêu ta trả thù, trước giờ đều không để qua đêm. Thể diện bị mất ngày hôm nay, nhất định phải lập tức tìm lại cho ta. Sâu trong nhà họ Diệp, Diệp Thí Thiên nhìn Vô Lượng Thước đang bị trấn áp. Cười điên cuồng không dứt, ha 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 ha, Minh Nhi, lão tổ rất vui. Thật sự rất vui, ha 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 ha. Nhà họ Diệp chúng ta có một thiên tài như vậy, sao phải lo không đứng dậy được. Hai binh khí đại đế, cộng thêm nguyên cổ đế tháp, có nghĩa là nhà họ Diệp ta có ba binh khí đại đế. Ha ha ha, cả nguyên thủy chân giới này, có đế huyết gia tộc nào có ba binh khí đại đế không? Không có. Diệp Thí Thiên tự hỏi tự trả lời, một gia tộc cũng không có. Ánh mắt ông ta nhìn Diệp Bắc Minh càng ngày càng mãnh liệt. Hai mắt đỏ ngầu. Lão tổ, người muốn làm gì? Diệp Bắc Minh nhanh chóng lùi lại, không phải hắn lo lắng Diệp Thí Thiên ra tay với mình. Mà là lo lắng Diệp Thí Thiên lại giống như lần trước, ôm hôn hắn vài cái. Diệp Thí Thiên giật mình, cười ngại ngùng, Minh Nhi, con tới đây, lão tổ đâu có ăn thịt con. Khụ khụ, lão tổ, con chuẩn bị đi củng cố cảnh giới một chút, người nghỉ ngơi trước đi. Diệp Bắc Minh ho khan hai tiếng, lập tức đổi chủ đề, lão tổ, người xem tay của người cũng bị thương rồi, vẫn nên nghỉ ngơi trước thì tốt hơn. Được rồi. Diệp Thí Thiên hừ lạnh hai tiếng. Có chút oán hận nhìn Diệp Bắc Minh rồi lặng lẽ rời đi. Suy nghĩ một chút, Diệp Bắc Minh mở ra nghĩa địa hỗn độn, tiền bối, có Vô Lượng Thước rồi. Bát. Trong nghĩa địa hỗn độn nứt ra một khoảng trống. Một tấm bia mộ ở nơi sâu nhất hơi nhấp nháy, một giọng nói truyền đến, khá lắm. Quả thực là một binh khí đại đế, chỉ cần luyện hóa nó thì hoàn toàn có thể nắm giữ thế giới đó. Tiền bối, tôi đã chuẩn bị xong rồi, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh kích động. Cha mẹ, sư tỷ, Nhược Giai và những hồng nhan khác vẫn đang ở trong nhà tù số 7. Nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, hắn không thể không lo lắng. Túc chủ, cậu đừng nóng vội. Giọng nói của Tàng Kiếm lão nhân ngưng trọng, nghiêm nghị nói, trước đây ta đã nói với cậu rồi. Một binh khí đại đế chỉ có một nửa tỷ lệ. Nếu thêm những thứ này vào thì sao? Diệp Bắc Minh giơ tay lên. Lấy ra Thâm Uyên Quán, Tử Vi Đấu Đỉnh. Chết tiệt. Tàng Kiếm lão nhân sửng sốt, tiểu tử, cái lọ này cũng vô hạn gần như binh khí đại đế. Cái đỉnh này cậu lấy ở đâu ra vậy? Chất lượng và đẳng cấp gần như ngang bằng với binh khí đại đế, nhưng hình như không phải là vũ khí. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng vậy, vật này tên là Tử Vi Đấu Đỉnh, là một đan đỉnh. Tử Vi Đấu Đỉnh, đây là đồ của Tử Vi Đại Đế sao? Tàng Kiếm lão nhân giật mình, sau đó nói, có ba thứ này là đủ rồi. Một ngày sau, Diệp Bắc Minh chào Diệp Thí Thiên, lén lút rời khỏi nhà họ Diệp. Có Diệp Thí Thiên đích thân che chở, căn bản không ai biết hắn đã rời đi. Nửa ngày sau, Diệp Bắc Minh đã tới nhà tù số 7, vừa bước vào khu vực này. Đột nhiên, hư không xung quanh dao động, theo sau là một luồng khí tức nguy hiểm. Giây tiếp theo. Hàng chục bóng người gần như xuất hiện cùng lúc, đứng ở mọi hướng của nhà tù số 7, từ trên cao nhìn xuống. Ba người đầu tiên chính là Tiêu Lục Quốc, Tiêu Anh, Tiêu Hùng. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh biến sắc, Tiêu Hùng mỉm cười, Diệp Bắc Minh, có phải rất bất ngờ không? Ngươi cho rằng việc ngươi làm rất bí mật sao? Nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi xuất hiện ở nguyên thủy chân giới, bất kỳ dấu vết nào của ngươi đều sẽ bị vạch trần dưới con mắt của nhà họ Tiêu chúng ta, không có bất kỳ bí mật nào cả. Vừa nói. Tiêu Hùng vừa chỉ vào nhà tù số 7, làm loạn lâu như vậy, thì ra ngươi vì nhà tù này. Để ta đoán xem, ngươi đã đi ra từ đây. Lẽ nào bên trong có người mà ngươi quan tâm sao? Nếu ta phá hủy những phong ấn này, có phải ngươi sẽ rất đau lòng không? Tiêu Hùng cười đùa giỡn. Trong lòng bàn tay ông ta xuất hiện một cây đao dài màu đen, tì vào vết nứt phù văn mà giao chỉ để lại. Nếu là ngày thường, một binh khí tế đạo nhỏ bé căn bản không thể phá vỡ được phù văn đế đạo. Nhưng phù văn do giao chỉ để lại sắp bị phá hủy. Chỉ cần sức mạnh mất cân bằng, toàn bộ nhà tù số 7 sẽ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, khàn giọng gầm gừ, nếu ngươi dám chạm vào những phù văn kia, Diệp Bắc Minh ta ở đây bảo đảm. Nguyên thủy chân giới từ nay về sau, chỉ cần là người có huyết mạch của nhà họ Tiêu, toàn bộ sẽ phải chết. Bây giờ các ngươi rời đi,
Diệp Bắc Minh ta bảo đảm, chuyện này như chưa xảy ra, sau này cũng sẽ không gây rắc rối cho nhà họ Tiêu các người. Lời nói vừa dứt. Ha 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 ha. Mười mấy bóng người, bao gồm Tiêu Hùng, Tiêu Lục Quốc, Tiêu Anh, tất cả đều ngửa mặt lên trời và cười lớn. Hỗn xược. Mang theo sự chế nhạo và đùa giỡn. Tiểu tử này đang nằm mơ à? Khiến cho người mang huyết mạch nhà họ Tiêu chết hết. Ha 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 ha, hắn có bản lĩnh này sao? Thật là cười chết ta rồi. Toàn hiện trường chìm trong tiếng cười. Tiêu Hùng cười tâu toét, tên xúc sinh, hình như ngươi rất quan tâm đến thế giới này. Nếu đã như vậy, với một lực mạnh tác động lên thanh đao dài màu đen trong tay, một tiếng, rắc, vang lên, phù văn sụp đổ. Không. Diệp Bắc Minh hoàn toàn biến sắc, lao về phía Tiêu Hùng như phát điên, cha, mẹ, sư tỷ, Nhược Giai. Đừng mà. Phù văn mà giao chỉ để lại, tan biến trong chớp mắt. Diệp Bắc Minh lửa giận công tâm, hộc ra một ngụm máu. Đừng. Chỉ thấy. Cả tảng mẫu thạch hỗn độn đang rung rung. Phép tắc của nhà tù số 7 mất đi sự cân bằng, một hố sâu đen kịt xuất hiện, nó giống như hố đen nuốt chửng tất cả. Bắt đầu tan rã. Ồ, nóng nảy rồi à. Ha 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 ha. Tiêu Hùng cười trêu tức, xem ra, cậu rất quan tâm đến nơi này. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, khốn kiếp, tất cả các ngươi, đều đáng chết. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, cho tôi sức mạnh. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, ra đây cho tôi. Diệp Bắc Minh điên cuồng rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục biết, tất cả những gì Diệp Bắc Minh làm, đều là để cứu cha mẹ, sư tỷ, Nhược Giai ra khỏi nhà tù số 7. Nay, việc sắp thành lại hỏng. Trong phút chốc. Cảnh giới của Diệp Bắc Minh điên cuồng tăng vọt. Cảnh giới đại đạo chi thượng, cảnh giới tế đạo. Chỉ trong nháy mắt, anh đã tăng liền ba cảnh giới lớn. Chuyện gì vậy? Tiêu Hùng giật mình kinh hãi. Giết! Sau lưng Diệp Bắc Minh bùng lên ma khí cuồn cuộn. Chín con ma long cực kỳ dữ tợn lao ra, gầm giống. Diệp Bắc Minh lao tới, đánh thẳng về phía Tiêu Hùng, khí tức đáng sợ giống như đang bị một con mãnh thú cực kỳ hung bạo nhắm vào. Mau cứu tôi. Tiêu Hùng tê cả da đầu, sợ đến nỗi nói năng lộn xộn. Tiêu Lục Quốc cũng sững sờ, không ngờ Diệp Bắc Minh có thể tăng liền ba cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy. Ngay sau đó, ông ta phản ứng lại, dậm chân xuống đất một cái. Trận pháp cấp đế được bố trí sẵn xung quanh lập tức được kích hoạt, một cỗ lực lượng không thể ngăn cản tràn ra như sóng thần. Cút! Diệp Bắc Minh điên cuồng hét lên một tiếng. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chém ra. Một tiếng, keng, vang ầm lên, lực lượng kiên cố đó lại bị xé toạc. Binh khí đại đế, sao có thể chứ, thanh kiếm này, chẳng lẽ nó là kiếm bất hủ của tộc bất hủ, Tiêu Lục Quốc cảm thấy bất thường. Tiêu Anh lắc đầu nghiêm nghị, không phải, đây không phải kiếm bất hủ, mà là một thanh binh khí đại đế khác được đúc từ bất hủ đế kim. Mí mắt Tiêu Lục Quốc giật giật, nhà họ Diệp còn có thanh binh khí đại đế thứ hai hả? Không thể nào, các ngươi đừng thảo luận nữa, cứu ta với. Trong lúc nói chuyện, bên tai vang lên một tiếng hét thảm. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh đã phá tan mọi vật cản, lao thẳng đến chỗ Tiêu Hùng, rồi chém ra một kiếm. Cẩn thận! Tiêu Lục Quốc hô lên. Điều khiển trận pháp cấp đế, lực lượng của trận pháp được ngưng tụ trong nháy mắt, chúng hóa thành một tấm khiên trước người Tiêu Hùng. Cheng! Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chém lên bề mặt, tấm khiên lập tức nổ tung. Phụt! Dư lực quét qua, nện lên người Tiêu Hùng, ông ta hộc máu. Xương cốt trên người gần như gãy hết. Kinh mạch đứt đoạn. Đan điền vỡ nát. Nếu không nhờ lực lượng trận pháp cản lại phần lớn lực lượng của nhát kiếm này, thì ông ta đã hóa thành huyết vụ ngay tại chỗ rồi. Tiêu rồi, rốt cuộc tên nhóc này là quái vật gì vậy? Mình sắp phải chết ư. Lúc Tiêu Hùng bị hất bay ra, trong lòng ông ta tràn ngập hối hận. Điều khiến ông ta bất ngờ là, Diệp Bắc Minh không đuổi theo mà lao đến chỗ lối vào của nhà tù số 7. Mẫu thạch hỗn độn ở chỗ lối vào nhà tù số 7 đang không ngừng rung lắc và vỡ vụn, toàn bộ lực lượng phép tắc đang dần tan rã. Ở đó hình thành một hố đen, nuốt chửng tất cả. Diệp Bắc Minh muốn xông vào, cưỡng chế cứu người. Nhưng lại bị một cỗ lực lượng cường đại đẩy bật ra. Mở ra cho ta. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục trong tay điên cuồng chém ra. Anh không tiếc thiêu đốt máu tinh. Hết con huyết long này đến con huyết long khác lao ra, tất cả đều bị hố đen nuốt chửng. Diệp Bắc Minh khàn giọng gào lên, Tàng Kiếm tiền bối, ông mau ra đây. Nghĩa địa hỗn độn hé ra một lỗ hổng, lộ ra không gian bên trong. Liếc mắt nhìn qua, một loạt bia mộ xếp ngay ngắn. Ở vị trí sâu nhất, một bia mộ cổ xưa khẽ lóe sáng. Phía trên hiện lên bóng dáng một ông lão, ký chủ, này.
Sao lại thành ra thế này? Hừm, tiểu thế giới mang theo bên người. Tiêu Lục Quốc ngẩn ra. Diệp Bắc Minh vô cùng sốt ruột, tiền bối, có kẻ đã phá hủy phong ấn mà giao chỉ để lại. Bây giờ nhà tù số 7, bắt đầu sập rồi. Xin tiền bối hãy cho tôi biết, có còn cách cứu vãn không? Lúc nói những lời này, Diệp Bắc Minh thở hổn hển, giọng run run. Anh thật sự rất gấp. Tàng kiếm lão nhân nheo mắt, ký chủ, ta chịu thôi. Trái tim Diệp Bắc Minh run rẩy, cái gì? Tiền bối, thật sự không có cách nào sao? Tàng kiếm lão nhân lắc đầu, vốn dĩ, hiến tế một kiện binh khí đại đế, là có thể ổn định thế giới này. Nhưng, phép tắc của thế giới này đã tan rã hết rồi. Nó đang đi theo hướng sụp đổ, quá trình này không thể đảo ngược, cho nên. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, đừng mà, giả thôi, nhất định là giả, đúng không? Tàng kiếm tiền bối, ông nói đi. Hai, tàng kiếm lão nhân thở dài, ký chủ, xin nén bi thương. Ta cũng không giúp gì được. Nói xong, thần hồn nhập vào bia mộ, không còn động tĩnh gì nữa. Đừng, không, không thể nào, sao lại như vậy? Biểu cảm Diệp Bắc Minh vặn vẹo, anh đau đớn nhìn nhà tù số 7. Một cái hố đen đang xoay tròn liên tục, lực lượng phép tắc đang tan rã. Anh còn không biết tình hình bên trong nhà tù số 7 đang như nào cơ. Nếu nhà tù số 7 tan biến, há chẳng phải, cha mẹ, sư tỷ, nhược giai. Sẽ hóa thành hư vô à? Không. Diệp Bắc Minh lại hộc ra một ngụm máu, sau đó cực kỳ hung tàn quay đầu lại, tất cả các người, đều phải chết. Cha mẹ ta chết rồi, sư tỷ chết rồi, nhược giai cũng chết rồi. Nhà họ Tiêu, toàn bộ huyết mạch, tất cả những người có quan hệ với nhà họ Tiêu, bồi táng. Tất cả bồi táng theo cho tôi. Giết, giết, giết. Đôi mắt anh như muốn nổ tung. Nét mặt dữ tợn. Ma khí trên người, không ngừng sôi trào. Chín con ma long phía sau gầm thét. Con mắt thần ma giữa trán mở ra. Hơi thở giết chóc đã biến mất từ lâu, lại một lần nữa ngưng tụ lại trên người Diệp Bắc Minh. Đùng đoàng. Giây tiếp theo, bầu trời trên đỉnh đầu Diệp Bắc Minh, xuất hiện một đám thiên kiếp đỏ như máu. Thiên lôi nặng nề hạ xuống, mang theo khí thức tử vong, liên tục bổ lên người Diệp Bắc Minh. Giết, giết hết người nhà họ Tiêu cho ông đây. Diệp Bắc Minh không quan tâm thiên kiếp. Anh nhìn chằm chằm Tiêu Hùng, tất cả đều tại ngươi. Bù. Anh bước ra một bước, huyết ma sôi trào. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Hùng sợ tái mặt, con người hoảng sợ đến cực điểm, mau ngăn cậu ta lại, tiểu súc sinh này điên rồi. Kích hoạt đế trận, giết cậu ta, giết, giết. Tiêu Lục Quốc và Tiêu Anh phản ứng kịp thời, hô một tiếng, lên cùng đi, thi triển ra những trận pháp mạnh nhất. Vâng, những trưởng lão khác nhà họ Tiêu đồng loạt ra tay. Thần lực rót vào trận pháp cấp đế. Ong, cả trận pháp rung chuyển không ngừng. Sức mạnh trong thiên địa ào ào tụ lại, cứ như ngày tận thế vậy. Diệp Bắc Minh bị nhấn chìm. Phá cho ta. Diệp Bắc Minh điên rồi, mái tóc dài hóa thành màu đỏ, đạo vô địch gì chứ, thiên địa vạn đạo đều không phù hợp. Hợp với Diệp Bắc Minh tôi nhất, chỉ có đạo giết chóc. Giết. Kiếm càn khôn chấn ngục chĩa thẳng lên trời cao. Ầm ầm. Thiên lôi độ kiếp giáng xuống, một tia chớp màu máu nhập vào kiếm càn khôn chấn ngục. Đó là gì vậy? Mọi người nhà họ Tiêu run rẩy. Chỉ thấy, từ trong kiếm càn khôn chấn ngục, một con chân long màu máu xông ra, thuận theo đường vân của tia chớp đỏ, xông vào thiên lôi. Sau đó, nó lao thẳng xuống chỗ đám người nhà họ Tiêu rồi nổ tung giữa đám đông. A! À, tiếng hét thảm thiết vang lên liên tiếp. Mười mấy trưởng lão cảnh giới tế đạo, hóa thành huyết vụ ngay tại chỗ. Những người không ở trung tâm vụ nổ, cũng mất cánh tay, cụt chân, bị hất bay ra ngoài, liên tục hộc máu. Tên này, mới ở cảnh giới đại năng tầng 9 thôi mà. Sao thiên lôi mà cậu ta độ kiếp lại ở cảnh giới tế đạo? Tiêu Lục Quốc hộc máu, con người run rẩy. Gào. Cùng lúc đó, con huyết long thứ hai xông tới. Huyết long như một tia chớp đỏ, xé toạc màn đêm. Phụt. A. À, lại thêm 7, 8 lão giả cảnh giới tế đạo nổ tung người. Nhìn mà phát hoảng. Hít. Những thành viên nhà họ Tiêu còn lại đều hít một ngụm khí lạnh. Lão tổ. Mau rút lui thôi. Thằng nhóc này điên rồi, e rằng đây là dấu hiệu của việc cậu ta đang thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh. Phải đấy, tội gì phải liệu mạng với cậu ta, chúng ta cứ rút lui trước đi. Có mấy người đề nghị. Ánh mắt Tiêu Lục Quốc run rẩy, ông ta nghiến răng hô, rút. Tất cả mọi người nhà họ Tiêu như được đại xá, cả đám cấp tốc quay người bỏ chạy. Đi, ai cho các ngươi đi? Phía sau vang lên một giọng nói lãnh khốc, tất cả mọi người nhà họ Tiêu quay đầu lại nhìn.
họ không kìm được cứng đờ người. Đó là nụ cười tựa như đến từ tử thần địa ngục, kể cả ba người Tiêu Lục Quốc, Tiêu Anh, Tiêu Hùng, đời này họ chưa từng thấy nụ cười nào khiến người ta sợ thấu linh hồn như này. Lần đầu tiên, trong lòng ba người sinh ra cảm giác sợ hãi. Hay là mình đã sai rồi nhỉ, đáng lẽ ra không nên chọc vào cậu ta. Trong đầu Tiêu Hùng lại lóe lên một tia hối hận. Ánh mắt Tiêu Lục Quốc tối sầm, nhà họ Tiêu ta không sợ bất cứ ai, tên nhóc này đừng hòng lật đổ được nhà họ Tiêu ta, kích nổ trận pháp cấp đế, cho nó chết. Vâng, mấy người còn lại khẽ đáp một tiếng. Sau đó lao ra, đứng vào các vị trí quan trọng trong trận pháp cấp đế. Họ hộc ra một ngụm máu. Huyết mạch của nhà họ Tiêu bùng cháy. Trong chớp mắt, hào quang của trận pháp cấp đế biến thành màu đỏ, trận pháp nhanh chóng co lại. Đi! Tiêu Lục Quốc nhìn lần cuối, rồi mở ra một cánh cửa không gian. Tất cả mọi người nhà họ Tiêu bước vào ngay. Vào khoảnh khắc cánh cửa không gian đóng lại, một loạt tiếng nổ, bùm đùng đoàng, long trời lở đất vang lên, mặt đất trong phạm vi nghìn dặm xung quanh nhà tù số 7 hóa thành cho tàn, không gian sụp đổ. Từ xa hàng vạn dặm cũng có thể nhìn thấy, một đám mây hình nấm đỏ sậm vút thẳng lên trời. Nhập vào sâu trên bầu trời cao. Có chuyện gì vậy, đó là hướng của nhà tù số 7. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Hầu như các tù võ giả trên khắp Nam Đại Lục đều trông thấy cảnh tượng này. Họ mở to mắt, hoảng sợ nhìn tất cả. Người của tộc Bất Hủ, Tử Vi đế tộc, đế cung Hồng Hoang, chạy đến với tốc độ nhanh nhất. Hít, hơi thở của phép tắc đế đạo. Mọi người cả kinh, không dám lại gần. Khoảng không đó đã sụp đổ hoàn toàn. Phép tắc cấp đế cực kỳ hỗn loạn, nó tàn phá bừa bãi như bão tố không gian, những người chưa đến cảnh giới tế đạo chắc chắn sẽ bị cỗ năng lượng cuồng bạo đó chém chết. Mau nhìn kìa, có người. Một tu võ giả hô lên. Mọi người hướng mắt nhìn theo, sau đó cả đám hít một ngụm khí lạnh. Trong biển lửa vô tận, một bóng người đi ra, trên đỉnh đầu là một đám tia chớp màu đỏ đang xoẹt xoẹt. Xung quanh người này, khí hỗn độn dao động, dưới chân anh là ma khí cuồn cuộn. Trong hư không phía sau, 9 con ma long màu đen đang gầm thét, dữ tợn. Diệp công tử, Trần Vũ Nhu chạy đến đây cùng người của Tử Vi đế tộc, trông thấy cảnh này, cô ta sợ ngây người. Rất nhiều người nuốt ngụm nước miếng, Diệp Bắc Minh thật kìa, cậu ta sao vậy? Rõ ràng chỗ này vừa trải qua một trận đại chiến, chắc là có người muốn giết cậu ta, nên mới tạo ra động tĩnh lớn như này. Như này mà cậu ta vẫn chưa chết hả? Còn người Trần Thiên chỉ co rút. Cái lực lượng này, ngay cả ông ta cũng hãi hồn. Nhà họ Tiêu, ha 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 ha. Chạy, các ngươi chạy thoát được sao? Diệp Bắc Minh bật cười ghê rợn. Anh nhắm thẳng hướng đi đến nhà họ Tiêu, sau đó phá không mà đi như một ngôi sao băng. Tại chỗ chỉ còn lại vô số tu võ giả, đưa mắt nhìn nhau. Sâu trong nhà họ Tiêu, phòng họp. Mặt Tiêu Lục Quốc khó coi đến cực điểm. Ông ta vỗ mạnh xuống bàn họp. Rầm, một tiếng, chiếc bàn gỗ nát vụn. Hóa thành bột phấn. Đôi mắt Tiêu Lục Quốc lạnh như băng, thằng xúc sinh chết tiệt, nó lại khiến nhà họ Tiêu tổn thất lớn như vậy. Nhưng cuối cùng cậu ta cũng chết rồi, trận pháp cấp đế tự bạo, dù có là tế đạo chi thượng chạy đến thì cũng phải chết, cậu ta có thể chất hỗn độn, nghịch thiên thì cũng không sống được. Tiêu Hùng vỗ vỗ ngực, nghĩ lại mà sợ. Cậu còn có mặt mũi lên tiếng à? Tiêu Lục Quốc vung tay tát cho một cái. Bốp! Tiêu Hùng hộc máu, lăn lộn trên đất. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy, khuôn mặt già nát bấy, lộ ra cả xương trắng. Nếu không tại đồ vô dụng như cậu, nhà họ Tiêu có ra nông nỗi bị tổn thất nặng thế không? Một kiện binh khí đại đế, 30 mấy người cảnh giới tế đạo đi cùng, thế mà bị người ta giết 20 mấy người, mấy người còn lại cũng bị trọng thương. Tiêu Lục Quốc mặt mày dữ tợn, con ngươi như sắp lồi ra ngoài. Tiêu Hùng quỳ rạp dưới sàn, không dám nói câu nào. Phòng họp yên tĩnh đến đáng sợ. Không ai ngờ được rằng, chỉ một tên Diệp Bắc Minh, lại có thể gây ra tổn thất lớn như vậy cho nhà họ Tiêu. Một lát sau, Tiêu Hùng xấu hổ đứng lên, đại ca, thằng nhóc đó chết rồi. Có lẽ chúng ta có thể triệu hồi Thước Vô Lượng. Vừa nói xong, căn phòng họp rung lắc dữ dội, đất rung núi chuyển như động đất vậy. Nếu là gia tộc bình thường, có khả năng đây là một trận động đất. Nhưng chỗ này là nhà họ Tiêu, chủng tộc đế huyết. Sao có thể bị động đất được? Bên ngoài có chuyện gì vậy? Tiêu Lục Quốc rất tức giận. Ngay giây sau, một lão giả xông vào, quỳ bụp xuống đất, lão tổ, sẩy 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 sẩy. Ra chuyện lớn rồi, tên Diệp Bắc Minh kia không biết phát điên cái gì, cứ như tẩu hỏa nhập ma vậy, đang giết vào nhà họ Tiêu rồi. Cái gì, cậu ta chưa chết? Tiêu Lục Quốc đứng phát dậy.
Sao có thể chứ? Lão già này, ông lừa tôi phải không? Tiêu Hùng còn phản ứng kịch liệt hơn. Ông ta tiến lên, bóp cổ lão giả rồi nhấc lên cao. Trán lão giả nổi gân xanh, sợ hãi trả lời, lão tổ, tôi không lừa ngài. Diệp Bắc Minh đến thật rồi, cậu ta đang ở cổng gia tộc, bọn tôi đã kích hoạt trận pháp phòng ngự rồi, không cậu ta đã đánh vào đây từ lâu rồi. Đệt! Tiêu Hùng nuốt ngụm nước miếng. Ông ta ném lão giả đi, trán toát mồ hôi. Ông ta quay đầu lại. Nhìn Tiêu Lục Quốc, đại ca, thằng nhóc này chưa chết. Cậu ta chưa chết. Trận pháp cấp đế tự bạo, có thể sánh với một kích của đại đế, sao cậu ta có thể chưa chết cơ chứ? Sao cậu ta làm được? Trong phòng họp, mọi người nhà họ Tiêu có nét mặt cực xấu. Tiêu Lục Quốc cắn răng, đi, đi xem sao. Một đám người ra khỏi phòng họp, sau đó đi tới cổng nhà họ Tiêu với tốc độ nhanh nhất. Trên bầu trời nhà họ Tiêu, hàng chục lớp màn sáng đồng thời bừng lên, bao phủ toàn bộ nhà họ Tiêu. Vô số thành viên nhà họ Tiêu đứng dưới màn sáng, kinh hãi nhìn cảnh tượng bên ngoài. Một thanh niên toàn thân nhuốm máu, như thể bò ra từ huyết trì vậy. Tay cầm một thanh trường kiếm tỏa ra khí tức đáng sợ, anh đang điên cuồng chém hết nhát này đến nhát khác lên trận pháp sáng bừng của nhà họ Tiêu. Ầm, ầm, ầm. Mỗi nhát kiếm chém xuống, màn sáng lại nổ một tầng. Nhà họ Tiêu, chết, tất cả, đều phải chết. Nghe thấy lời này, Tiêu Hùng nổi giận, đệt. Đại ca, thằng xúc sinh này điên rồi. Em đề nghị, sử dụng cung xạ nhật, bắn chết cậu ta luôn. Xạ nhật cung, binh khí đại đế thứ hai của nhà họ Tiêu. Do vị cảnh giới đại đế lập ra nhà họ Tiêu để lại, có thể lấy đầu của ai đó từ xa hàng triệu dặm. Được, Diệp Bắc Minh, nếu ngươi đã không biết sống chết, còn dám giết đến bên ngoài nhà họ Tiêu, coi thường uy nghiêm nhà họ Tiêu. Vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi chết, bất cứ ai cũng không thể cứu ngươi. Tiêu Lục Quốc thực sự tức giận rồi. Trong ngần ấy năm, chưa từng có ai dám đối xử với nhà họ Tiêu như vậy. Đánh tới trước cửa nhà họ Tiêu. Đúng là như nằm mơ vậy. Giây tiếp theo. Dưới ánh mắt mọi người, Tiêu Lục Quốc nhìn sâu vào bên trong nhà họ Tiêu. Quỳ một gối xuống. Ông ta hét lớn, đứa cháu đời thứ 97 của nhà họ Tiêu, Tiêu Lục Quốc. Xin binh khí đại đế của tổ tiên, xạ nhật thần cung xuất thế, giúp nhà họ Tiêu giết chết tiểu tử này. Lời nói vừa dứt, những tu võ giả có mặt khác đều quỳ rạp xuống đất, xin binh khí đại đế của tổ tiên xuất thế, giết chết tiểu tử này. Giết chết tiểu tử này, giết chết tiểu tử này. Âm thanh lạnh lẽo chấn động bầu trời. Sóng nhiệt khắp trời đất. Lực ngưng tụ của đế huyết chủng tộc được thể hiện rõ ràng vào lúc này. Người của tất cả các thế lực lớn đều vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này khi lao ra ngoài cổng nhà họ Tiêu. Nhà họ Tiêu muốn mời xạ nhật cung. Mọi người đều chết lặng. Trần Vũ Nhu đi theo những người của Tử Vi đế tộc, vừa chạy đến hiện trường thì nghe thấy âm thanh này, không nhịn được mà nhắc nhở, Diệp công tử, mau chạy đi. Mau chạy đi. Xạ nhật cung cực kỳ đáng sợ, kể từ khi nhà họ Tiêu được thành lập, chỉ mới được sử dụng 10 lần. Lần nào cũng có thể bắn chết cảnh giới tế đạo cấp 9 trở lên từ cách xa hàng triệu dặm. Cậu mau chạy đi. Cả hiện trường đang sôi sục. Giọng nói của Trần Vũ Nhu đã hoàn toàn bị át đi. Sợ hãi. Trong ánh mắt của hàng vạn người, một tiếng phượng kêu vang lên. Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy một con phượng hoàng đỏ rực từ sâu trong nhà họ Tiêu lao ra, bay đến như cầu vồng xuyên qua mặt trời. Nó rơi vào trong tay Tiêu Lục Quốc, hóa thành một cây thần cung tuyệt đẹp. Rơi vào trong tay Tiêu Lục Quốc. Tên xúc sinh, cho dù ngươi là hỗn độn thể, vô cùng tài hoa, thiên hạ vô địch. Tiêu Lục Quốc cầm xạ nhật cung trong tay, giọng nói cực kỳ lạnh lùng, nếu dám xúc phạm đến tôn nghiêm của nhà họ Tiêu, chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Khai cung. Lời nói vừa dứt, Tiêu Lục Quốc đã dùng hết sức lực kéo cung. Ngắm chặt vào Diệp Bắc Minh. Khắp đất trời tràn ngập một luồng sát khí đáng sợ. Tiêu rồi. Diệp Bắc Minh đã bị xạ nhật cung ngắm chặt, hắn chết chắc rồi. Vô số tu võ giả có mặt đều lắc đầu. Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Vũ Nhu đột nhiên tái nhợt. Vút, một mũi tên thần bay ra, nhắm vào đầu Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, một giọng nói cực kỳ phẫn nộ vang lên, Tiêu Lục Quốc, mẹ kiếp ngươi điên rồi. Lại dám tấn công hỗn độn thể của nhà họ Diệp ta. Diệp Thí Thiên xé nát không gian lao tới. Vẫn là chậm một bước. Tên đã bắn ra thì không thể thu lại. Minh Nhi. Ông ta gầm lên tuyệt vọng, bất lực nhìn mũi tên thần bắn thẳng vào đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ tay tung ra một kiếm. Keng một âm thanh cực kỳ rõ ràng vang lên, mũi tên thần bắn ra lại bị thanh càn khôn chấn ngục kiếm chém đứt, gãy thành hai mảnh, trực tiếp bay ra ngoài.
đây mọi người đều choáng váng. Phía nhà họ Tiêu, tất cả mọi người đều chết lặng, ngay cả Tiêu Trấn Quốc cũng phải thốt lên kinh ngạc, không thể nào. Thần thoại về Xạ Nhật Cung đã bị phá vỡ rồi. Mở ra cho ta. Diệp Bắc Minh cực kỳ bạo lực. Bang, 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 bang. Thanh càn khôn chấn ngục kiếm trong tay hắn điên cuồng chém vào trận pháp phòng ngự của nhà họ Tiêu, một lớp, hai lớp, ba lớp. Không ngừng nổ tung. Tay lên kiếm xuống, tiếng bức màn ánh sáng nổ tung không ngừng vang lên. Mọi người vẫn đang ngơ ngác nhìn Diệp Bắc Minh, đắm chìm trong sự kinh ngạc vừa rồi. Đột nhiên, rắc, một âm thanh nghèn nghẹt vang lên, hàng chục lớp màn ánh sáng trận pháp phía trên nhà họ Tiêu, lớp cuối cùng nổ tung. Diệp Bắc Minh không chút do dự, lao thẳng vào nhà họ Tiêu như thần chết. Cực kỳ sắc bén và gọn gàng, giơ tay chém ra một kiếm. Phụt, đi tới nơi nào, xương máu nổ tung. Ôi trời ơi, bên ngoài cổng nhà họ Tiêu, những thế lực đến góp vui trước đó. Mọi người đều ngây ra. Chết tiệt, là mắt tôi nhìn nhầm rồi sao? Diệp Bắc Minh lại xông vào nhà họ Tiêu, điên cuồng chém giết người nhà họ Tiêu. Mọi người đều chết lặng và không ngừng nuốt nước bọt. Vô số người nhà họ Tiêu hóa thành xương máu tại chỗ. Lúc này những người khác mới định thần lại, vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, tiểu tử. Ngươi, sao ngươi dám chém giết huyết mạch của nhà họ Tiêu như vậy? Nhà họ Tiêu ta, là đế huyết chủng tộc. Ngươi, ngươi điên rồi sao? Một vài ông lão vuốt râu nhìn chằm chằm, hai mắt muốn nổ tung. Chỉ vào Diệp Bắc Minh, cực kỳ tức giận. Diệp Bắc Minh trực tiếp vung kiếm quét qua, đưa ra đáp án. Hàng chục ông lão đang nói biến thành một quả cầu xương máu ngay tại chỗ. Tiêu Hùng, mau đến đây chịu chết cho ta. Diệp Bắc Minh điên cuồng gầm lên, khóa chặt Tiêu Hùng, lao về phía ông ta. Tiêu Lục Quốc sắc mặt tức giận, tên xúc sinh, người thật sự là muốn chết rồi. Tiếp tục gắn một mũi tên thần lên, kéo căng Xạ Nhật Cung, lại một lần nữa ngắm chặt vào Diệp Bắc Minh. Cút! Diệp Bắc Minh tiến lên một bước. Thuật hư không cộng pháp tác luân hồi. Quỳnh! Gần như ngay lập tức, xuất hiện trước mặt Tiêu Lục Quốc, thanh càn khôn chấn ngục kiếm trong tay không chút do dự chém xuống. Hai tay Tiêu Lục Quốc nổ tung tại chỗ, thân thể rơi ra xa mấy chục mét cực kỳ thảm hại, ngực đầy máu. Xạ Nhật Cung bị thương nặng, rên rỉ một tiếng và bay trở lại phía sâu trong nhà họ Tiêu. Nếu không phải Xạ Nhật Cung giúp ông ta đỡ phần lớn sức mạnh, e là Tiêu Lục Quốc đã hóa thành xương máu tại chỗ rồi. Rít! Một loạt âm thanh hít khí lạnh vang lên. Đây là lão tổ đầu tiên của nhà họ Tiêu, Tiêu Lục Quốc đấy. Có Xạ Thần Cung trong tay, lại bị đánh thảm hại thế này. Đúng là ớn lạnh và gây sốc. Bên ngoài nhà họ Tiêu là một sự im lặng chết người. Bên trong nhà họ Tiêu giống như địa ngục trần gian. Tiêu Hùng, tại sao ngươi phải làm như vậy? Tại sao? Diệp Bắc Minh điên cuồng xông đến trước mặt Tiêu Hùng, tóm chặt lấy bả vai ông ta, dùng lực bóp. Rắc rắc. Xương bả vai nổ tung. Cơn đau kịch liệt khiến sắc mặt Tiêu Hùng vặn vẹo, vừa định nói. Tại sao? Bang! Với một cú đá, đan điền của Tiêu Hùng nổ tung. Tại sao? Tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Diệp Bắc Minh hoàn toàn điên cuồng. Hắn lấy ra vô số cây kim bạc đâm vào cơ thể Tiêu Hùng. A! Kêu gào như một con lợn bị giết thịt, Tiêu Hùng không ngừng vặn vẹo tại chỗ. Cả đời này, ông ta chưa từng phải chịu cơn đau kịch liệt như vậy. Điều đáng sợ hơn nữa là có một số cây kim bạc có tác dụng ổn định vết thương của ông ta, làm tăng xúc giác của ông ta, khiến ông ta phải chịu đựng nỗi đau gấp 10 lần ban đầu. Diệp công tử, tôi sai rồi. Xin lỗi. Tiêu Hùng sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, trực tiếp nhượng bộ. Tiêu Hùng. Tiêu Anh nhìn thấy cảnh này, chuẩn bị ra tay cứu người. Đợi đã. Tiêu Lục Quốc lắc đầu ngăn cản bà ta, bỏ đi. Tiêu Hùng chết chắc rồi, Diệp Bắc Minh điên rồi. Chỉ có để hắn giết Tiêu Hùng, mới có thể làm nguôi cơn giận của hắn, từ bỏ Tiêu Hùng đi. Tiêu Anh nheo mắt lại, bà ta nhìn thật sâu Diệp Bắc Minh, lặng lẽ lùi lại. Im lặng quan sát tất cả. Ha 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 ha, sai rồi, ngươi không sai, người sai là ta, ha ha ha. Diệp Bắc Minh ngửa mặt cười lớn, một dòng máu mắt chảy ra. Ta đã nói rồi, ta phải khiến cho nhà họ Tiêu các ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Nói xong, hắn giơ một tay lên. Trực tiếp xuyên qua lồng ngực Tiêu Hùng, lấy đi trái tim ông ta. Tiểu Tháp, dùng sức lực mạnh nhất của ông, chú sát cho huyết mạch của tôi. Chỉ cần là huyết mạch của nhà họ Tiêu, bất cứ ai liên quan. Cho dù là 100 thế hệ, 1000 thế hệ hay 1 vạn thế hệ sau, đều chú sát hết cho tôi. Diệp Bắc Minh gầm lên. Cái gì? Rít.
Người của Bất Hủ tộc, Cổ tộc, Tuyết tộc, Hồng Hoang đế cung, Tử Vi đế tộc ở phía xa đều há hốc mồm kinh ngạc. Nhìn nhau, một vạn thế hệ sau, chỉ cần còn có một chút huyết mạch của nhà họ Tiêu, đều sẽ bị nguyền rủa chết. Đây là sự thù hận lớn đến mức nào chứ? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng không nói nhiều, nó biết Diệp Bắc Minh bây giờ đang đau đớn như thế nào, trực tiếp sử dụng sức mạnh vốn có của mình. Quỳnh, giọt tinh huyết của Tiêu Hùng bị đốt cháy. Trong giây lát, lão tổ, cứu tôi. Cứu, lửa, bản nguyên nghiệp hỏa, cứu tôi với, lão tổ mau cứu tôi. Một lượng lớn hậu duệ trực hệ cốt lõi của nhà họ Tiêu đều hét lên kinh hãi. Trên người bốc lên ngọn lửa không thể dập tắt. Hàng trăm ngàn người có quan hệ huyết thống với Tiêu Hùng. Bị nuốt chửng ngay lập tức và biến thành cho bụi. Cả nhà họ Tiêu giống như 18 tầng địa ngục. Tiêu Hùng nằm trên mặt đất, điên cuồng quỳ lạy, không ngừng tự đánh mình. Diệp Bắc Minh, ngươi thật độc ác, tại sao ngươi lại làm như vậy với nhà họ Tiêu ta? Ta không nên chọc vào ngươi. Không nên chọc vào ngươi. Tiêu Hùng điên rồi. Vừa khóc vừa cười. Nằm trên mặt đất, lăn lộn như điên, phân và nước tiểu chảy ra. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của rất nhiều người đều thay đổi khi nhìn Diệp Bắc Minh. Từ ghen tị và thèm muốn ban đầu, đã biến thành nỗi kinh hoàng và sợ hãi mãnh liệt. Chọc vào một người tàn nhẫn như vậy, ắt phải lượng sức mình. Nếu không, chạm vào giới hạn của hắn, e là kết cục còn thảm hơn cả nhà họ Tiêu. Mọi người đều đang suy nghĩ. Nửa giờ trôi qua, Tiêu Hùng đau đến muốn chết. Thần hồn sụp đổ, hoàn toàn bị tiêu diệt. Trong sự im lặng chết chóc, Diệp Bắc Minh xoay người, ánh mắt sát ý không hề suy giảm nhìn chằm chằm Tiêu Lục Quốc và Tiêu Anh, đến lượt các ngươi rồi. Cái gì? Lông mày Tiêu Lục Quốc giật giật, một ngọn lửa giận vô hình ngưng tụ, Diệp Bắc Minh, ngươi đã giết Tiêu Hùng rồi, còn muốn ra tay với ta. Giọng nói Tiêu Anh càng lạnh lùng hơn, tên xúc sinh, lẽ nào ngươi thật muốn đuổi cùng giết tận nhà họ Tiêu? Ta nhắc nhở ngươi một câu, nhà họ Tiêu là đế huyết chủng tộc. Diệp Bắc Minh cười điên cuồng, ha ha ha, đế huyết chủng tộc cái con khỉ. Ta nói rồi, giết cả tộc nhà họ Tiêu các ngươi. Bất cứ kẻ nào có mạch với nhà họ Tiêu, đều, phải, chết. Ba từ cuối cùng vừa dứt. Hàng trăm ngàn tu võ giả bên ngoài nhà họ Tiêu đang theo dõi trận chiến đều dùng mình. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Tiêu diệt một đế huyết chủng tộc. Điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Tất cả mọi người trong nhà họ Tiêu đều nổi da gà, như thể họ đang bị thần chết tấn công. Bọn họ có cảm giác rằng hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Tiêu Lục Quốc lập tức nhảy dựng lên. Đường đường là một cảnh giới tế đạo cấp 9, lúc này lại không có cách nào đối phó với Diệp Bắc Minh, chỉ có thể nhìn sang Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên, ông nhìn xem. Đây chính là thánh tử nhà họ Diệp các ông sao? Lẽ nào nhà họ Diệp các ông cũng điên theo hắn rồi? Thật sự muốn chiến đấu với nhà họ Tiêu ta đến chết mới thôi sao? Sắc mặt Diệp Thí Thiên âm trầm, trong lòng dao động. Ông ta đương nhiên biết một đế huyết chủng tộc có ý nghĩa như thế nào. Diệp Bắc Minh muốn một mình tiêu diệt cả nhà họ Tiêu. Căn bản không thể nào. Minh Nhi, chuyện này. Diệp Thí Thiên vừa mới mở miệng. Lão Tổ. Diệp Bắc Minh liền gầm lên, trực tiếp ngắt lời, nhà tù số 7 đã bị phá hủy. Con không muốn giải thích nữa. Con chỉ nói một câu, ai ngăn cản con giết nhà họ Tiêu, con giết người đấy. Diệp Thí Thiên sửng sốt, trợn to hai mắt, cái gì? Nhà tù số 7, bị phá hủy rồi. Giây tiếp theo, Diệp Thí Thiên giống như một quả bóng cao su bị xì hơi. Ông ta nhắm mắt lại và thở dài một tiếng. Ông ta lắc đầu cười khổ, Tiêu Lục Quốc ơi là Tiêu Lục Quốc, hôm nay bất luận ngươi làm cái gì, ta đều có thể nói chuyện với ngươi, tất cả đều có thể thương lượng. Chỉ có nhà tù số 7, 2. Diệp Thí Thiên đương nhiên biết. Trong nhà tù số 7, có cha mẹ, sư tỷ, còn có đám hồng nhan của Diệp Bắc Minh. Nhà tù số 7 đã bị phá hủy, không ai có thể kiểm soát được sát ý của Diệp Bắc Minh. Không phải chỉ là một thế giới nhỏ sao, nhà họ Tiêu ta sẽ bồi thường cho ngươi, ngươi muốn 10 cái cũng được. Tiêu Lục Quốc vội vàng nói. Ha 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 ha, tiếng cười của Diệp Bắc Minh rất sâu lắng, không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ta chỉ muốn nhà họ Tiêu các ngươi diệt tộc đoạn trùng. Nói xong, Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng dài, sau lưng 9 con rồng đen cũng đồng thời phát ra một tiếng gầm. Vụt! Trong chớp mắt, xuất hiện trước mặt Tiêu Lục Quốc, không chút do dự nắm chặt bàn tay, tóm lấy trái tim Tiêu Lục Quốc. Hai tay Tiêu Lục Quốc đã bị hủy, ngực nổ tung, lúc này đã không còn sức lực phản kháng. Đại ca!
Tiêu Anh xông tới, dùng thanh kiếm dài trong tay chém vào đầu Diệp Bắc Minh, tên xúc sinh này, đừng hòng làm tổn thương đại ca của ta. Diệp Bắc Minh đột nhiên quay người lại, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng trước nay chưa từng có, nếu như ngươi gấp gáp như vậy, vậy thì con cháu của ngươi chết trước đi. Hắn tiến lên một bước, như một bóng ma xuất hiện trước mặt Tiêu Anh. Hắn giơ tay lên và nắm lấy cổ tay bà ta. Xoẹt! Mạnh mẽ xé ra. Năm ngón tay vặn một cái, liền chìm vào trong ngực Tiêu Anh. Phụt! Một trái tim đẫm máu bị Diệp Bắc Minh móc ra, tháp càn khôn chấn ngục, nguyền rủa huyết mạch cho tôi. Quỳnh! Trong giây lát, tất cả những người trong nhà họ Tiêu có liên quan đến Tiêu Anh ngay lập tức bị ngọn lửa nuốt chừng. A à, đừng, đừng mà! Tiêu Anh điên cuồng vùng vẫy, thân thể bốc cháy trong ngọn lửa vô tận, điên cuồng lăn lộn. Tiêu Lục Quốc nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng như đang rỉ máu, một dòng máu mắt trào ra, Diệp Bắc Minh, người đúng là một tên xúc sinh. Sao ngươi có thể làm như vậy với nhà họ Tiêu ta? Ha 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 ha, vui không? Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười, lộ ra nụ cười lạnh lùng, bây giờ đến lượt ngươi rồi. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Lục Quốc liền thay đổi lớn. Ông ta gầm lên như phát điên, ai chịu giúp, nhà họ Tiêu ta bằng lòng lấy ra 1 tỷ năm nền tảng. 1 tỷ năm nền tảng. Rất nhiều tu võ giả tại hiện trường đều động lòng. Ở đông đảo, một ông lão nhà họ Cổ nói, Diệp Bắc Minh, ta nói một câu công bằng, cậu. Diệp Bắc Minh xoay người chém ra một kiếm. Gào. Một con huyết long lao ra, lao thẳng vào ông lão nhà họ Cổ. Cùng với hàng chục thành viên nhà họ Cổ ở gần đó, họ biến thành xương máu ngay tại chỗ. Còn ai muốn nói lời công bằng nữa không? Diệp Bắc Minh xoay người lại, hai mắt đỏ ngầu. Những người bị hắn nhìn vào đều cúi đầu sợ hãi và không ngừng lùi lại. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh đi tới trước mặt Tiêu Lục Quốc, giơ tay nắm lấy trái tim của ông ta, từ nay về sau, toàn bộ nguyên thủy chân giới sẽ không còn đế huyết nhà họ Tiêu nữa. Vậy sao, một con kiến cũng dám lật đổ nhà họ Tiêu? Đột nhiên, một giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang lên. Uinh uinh, sâu trong nhà họ Tiêu, đất đai rung chuyển, một luồng huyết quang từ nơi sâu nhất của cấm địa bộc phát. Bắn thẳng vào tận sâu trong bầu trời. Xạ Nhật Cung bay ra, huyết quang tụ lại, rơi xuống Xạ Nhật Cung. Hóa thân thành một thanh niên khoác trên mình bộ thần vũ sặc sỡ, giống như một vị thần giáng trần, anh ta giơ tay cầm cây Xạ Thần Cung, khí tức của cảnh giới đại đế áp đảo bao trùm. Chấn áp toàn bộ trời đất. Lão tổ đời thứ nhất của nhà họ Tiêu, thần vũ đại đế. Hắn, lại chưa chết. Tất cả mọi người, kể cả Diệp Thí Thiên, Tiêu Lục Quốc đều hoàn toàn choáng váng. Sợ hãi đến mức tim gần như vỡ tung. Khoảnh khắc thần vũ đại đế xuất hiện, cả thế giới hoàn toàn im lặng. Một cảnh giới đại đế còn sống. Ôi trời ơi! Người của tộc Bất Hủ, Cổ tộc, Tuyết tộc, Hồng Hoang đế cung, Tử Vi đế tộc đều mở miệng. Họ cực kỳ kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào thanh niên đang cầm Xạ Nhật Cung. Thần vũ đại đế! Vô song lộng lẫy! Người đã thành lập nhà họ Tiêu từ hàng chục tỷ năm trước, nhưng không ngờ rằng ông ta vẫn chưa chết. Tổ tiên, là ngài sao? Hu hu hu, nhà họ Tiêu cuối cùng cũng được cứu. Hu hu hu, nhà họ Tiêu cuối cùng cũng được cứu. Ông trời phù hộ cho nhà họ Tiêu. Hu hu hu. Tiêu Lục Quốc quỳ mọp trên mặt đất, khóc rất thê lương, rất hưng phấn, rất kích động. Hơn hết là sự oán hận sâu sắc đối với Diệp Bắc Minh. Tổ tiên, giết, giết, giết tên xúc sinh này, cậu ta đã giết hàng trăm vạn người trong huyết thống trực hệ của nhà họ Tiêu chúng ta. Rất nhiều thiên tài và các hạt giống tốt trong tương lai đều đã bị huyết mạch của cậu ta nguyền rủa giết chết. Tiêu Lục Quốc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt tràn đầy sự thù hận. Ước gì có thể lao tới ngay lập tức và ăn sống máu thịt của anh. Giết, giết, giết. Tổ tiên, giết tên trộm này đi. Tổ tiên, ngài chưa chết, thật tốt quá, hóa ra ngài vẫn luôn bảo vệ nhà họ Tiêu. Mọi người trong nhà họ Tiêu đều hét lên phấn khích. Thần vũ đại đế lắc đầu, đây là một phân thần mà ta để lại. Không phải chân thân của ta. Chỉ là ta ở lại nhà họ Tiêu, là để bảo vệ huyết mạch của nhà họ Tiêu không bị cắt đứt mà thôi. Cái gì? Mọi người trong nhà họ Tiêu đều kinh ngạc, há to miệng. Đây thực sự chỉ là một phân thần thôi sao? Ở phía xa, những người thuộc các gia tộc đại đế huyết và thế lực hàng đầu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phân thần của thần vũ đại đế nói, các người yên tâm đi, cho dù chỉ là một phân thần của bản đế. Bất kỳ ai dưới cảnh giới đại đế đều có thể bị xóa sổ. Ông ta đảo mắt qua, nhắm vào Diệp Bắc Minh. Trong phút chốc, Diệp Bắc Minh cảm giác mình giống như một người chết, tay chân lạnh buốt, máu sắp đông lại.
Tiểu tháp, đây là cảnh giới đại đế sao? Cho dù chỉ là một phân thần nhưng lại đáng sợ như vậy. Nhóc con, đừng lo lắng, bổn tháp sẽ không để cậu chết đâu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hét nhỏ một tiếng. Vù! Trực tiếp lao ra, che phủ bầu trời phía trên Diệp Bắc Minh, một luồng sức mạnh hỗn độn giáng xuống. Chống lại đế uy. Ồ, một đế tháp chưa tế đạo, đã đạt đến cấp bậc nhưng lại chưa được tẩy rửa bởi sức mạnh của pháp tắc. Phân thân của thần vũ đại đế hơi kinh ngạc. Ngay lập tức, ông ta cười lạnh, nhà họ Tiêu của ta muốn tòa tháp này. Về phần ông, bổn tháp sẽ ban cho ông cái chết. Phân thần của thần vũ đại đế giơ tay lên nắm lại, một mũi tên thần bay vào tay ông ta và đáp xuống xạ nhật cung. Kéo cung như trăng tròn. Sát khí lạnh thấu xương khóa chặt lấy Diệp Bắc Minh. Diệp Thí Thiên kinh hãi, thần vũ tiền bối, không được. Nể mặt Hà họ Diệp của ta, xin hãy tha mạng cho thần nhi. Lão phu sẵn sàng thay mặt nhà họ Diệp xin lỗi nhà họ Tiêu. Giọng nói của phân thần của thần vũ đại đế lạnh lùng, kẻ xúc phạm uy nghiêm của Tiêu tộc sẽ bị tiêu diệt thần hồn. Những tộc nhân cùng huyết mạch sẽ mãi mãi bị trấn áp dưới cửu u. Ông, nếu ngăn cản bản đế, cùng tội chết. Dứt lời. Vèo. Một mũi tên bay vút tới, xuyên qua mọi thứ và không thể ngăn cản. Nhóc con, đi mau. Diệp Thí Thiên điên cuồng gầm lên, nắm lấy vai Diệp Bắc Minh, tùy ý xé rách một khe không gian, ném anh ra ngoài. Sống, nhất định phải sống, đừng chết. Câu nói vẫn chưa nói xong. Phụt. Xạ nhật thần tiễn xuyên qua cơ thể Diệp Thí Thiên và trực tiếp nổ tung, để lại một vệt máu ngay tại chỗ. Lão tổ. Hai mắt Diệp Bắc Minh sắp nổ tung, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, chết tiệt. Thần vũ đại đế, ông đáng chết. Nhà họ Tiêu, tất cả các người đều đáng chết. Vèo. Xạ nhật thần tiễn kia không dừng lại. Tiếp tục bay về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đang muốn xông về phía trước, tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại hét lên một tiếng, nhóc con, cẩn thận. Thân tháp lóe lên, che trước mặt Diệp Bắc Minh, keng, một âm thanh trầm vang, một cái lỗ xuất hiện trên tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Cú đánh này, cũng đánh bay xạ nhật thần tiễn. Bóng dáng của tháp Càn Khôn Chấn Ngục xoay lại, bao bọc lấy Diệp Bắc Minh, hướng về phía bên kia của khe nứt không gian. Tiểu tháp, khốn kiếp, lão tổ đã chết, để ta trở về, nhanh lên. Thần hồn của lão tổ có thể còn cứu được, thật sự, chỉ cần thần hồn của ông ấy còn chưa bị tiêu tán thì vẫn có thể sống lại. Diệp Bắc Minh điên cuồng gầm lên. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lao ra một vùng năng lượng hỗn độn, bao phủ Diệp Bắc Minh, nhóc con, cậu đừng ảo tưởng nữa. Đó chính là binh khí đại đế cấp 1, đừng nói là thần hồn, vừa rồi Diệp Thí Thiên giúp cậu chặn mũi tên kia, hiện tại sẽ không còn gì nữa. Cậu trở về cũng chỉ chịu chết thôi, Diệp Thí Thiên chết vô ích. Lão tổ. Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, ngửa mặt lên trời hét lớn. Cùng lúc đó, trên bầu trời nhà họ Tiêu, phân thần của thần vũ đại đế cười lạnh một tiếng, muốn chạy sao? Dưới xạ nhật cung không ai có thể trốn thoát được. Mũi tên tới đây. Phân thần của thần vũ đại đế giơ tay bắt lấy. Mũi tên thần vừa rồi bay trở lại vào tay ông ta. Ông ta lại dương cung như trăng tròn và bắn một mũi tên vào khoảng không. Bùm! Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn thấy khoảng không hướng mà Diệp Bắc Minh chạy trốn bị xuyên thủng tại chỗ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm, nhanh chóng che trước mặt Diệp Bắc Minh, cẩn thận. Keng! Một âm thanh giòn vang. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bị bắn xuyên ngay tại chỗ. Xạ nhật thần tiễn không hề dừng lại, lúc này gần như xuyên thủng tháp Càn Khôn Chấn Ngục, bùm. Một âm thanh xuyên thấu trái tim Diệp Bắc Minh. Cúi đầu nhìn xuống. Ở vị trí trái tim có một cái lỗ to bằng miệng chén, đang rỉ máu. Đi! Âm thanh của tháp Càn Khôn Chấn Ngục run rẩy, nó dùng hết sức lực cuốn lấy Diệp Bắc Minh, lao qua kênh không gian rồi biến mất. Xạ nhật thần tiễn xuyên qua khoảng không và bay trở lại trong tay phân thần của thần vũ đại đế. Ánh mắt mọi người cứng đờ, cảm nhận được hơi thở hỗn độn huyết trên mũi tên. SSSS! Mọi người đồng loạt hít hà một hơi. Thân thể già nua của Tiêu Lục Quốc run rẩy, quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên, tổ tiên. Đây là hỗn độn huyết sao? Vậy Diệp Bắc Minh đã bị ngài giết chết rồi sao? Toàn trường im lặng như chết. Những người thuộc tộc Bất Hủ, Cổ tộc, Tuyết tộc, Thần Hoang Đế Cung, Tử Vi Đế tộc đều tê dại ra đầu, sợ hãi đến mức trái tim gần như nổ tung. Với thực lực đáng sợ của Diệp Bắc Minh, trong tay anh còn có một đế tháp. Lại bị xạ nhật cung xuyên qua khoảng không bắn trúng. Thật là đáng sợ. Khó trách người ta nói xạ nhật cung có thể giết người ở cách xa vạn dặm, đây không phải là nói đùa. Phân thần của thần vũ đại đế tự mình bắn một mũi tên. Hỗn độn thể chắc chắn đã chết.
Giọng nói của nhiều người có mặt đều run rẩy. Tất cả đều ký sắc mặt tái nhợt. Trần Vũ Nhu sững người tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm một mình, Diệp công tử, đã chết rồi sao? Trong những tiếng bàn tán sôi nổi, phân thần của Thần Vũ Đại Đế lắc đầu, một te này bị tòa tháp kia chặn lại, cậu ta còn chưa chết. Tuy nhiên, trái tim đã bị xạ nhật thần tiễn xuyên qua, để lại vết thương đại đạo cấp đế. Cậu ta không sống được bao lâu nữa, uy hiếp đã bị tiêu trừ, các người có thể tự mình xử lý người này. Nói xong, hình bóng mờ đi rồi biến mất. Biến thành một ánh sáng màu đỏ như máu và biến mất sâu trong nhà họ Tiêu. Chỉ còn lại một cây xạ nhật cung đang lơ lửng tại chỗ. Mọi người đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. Ha 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 ha, Diệp Bắc Minh, tên xúc sinh như cậu cũng có ngày hôm nay. Vẻ mặt Tiêu Lục Quốc điên cuồng, cực kỳ tàn nhẫn ra lệnh, người đâu? Có thuộc hạ. Một ông già chột mắt bước tới. Thứ nhất, truy nã người này trên khắp thế giới cho ta. Bất kỳ thế lực nào, chỉ cần phát hiện ra người này và thông báo cho nhà họ Tiêu, từ nay trở đi sẽ là bạn của nhà họ Tiêu. Thứ hai, thông báo cho nhà họ Diệp, Diệp Thí Thiên bị Thần Vũ Đại Đế của Tiêu tộc bắn chết. Nếu không phục, có thể đến Tiêu tộc tranh luận. Tiếp theo, nếu nhà họ Diệp tiếp tục bao che cho Diệp Bắc Minh, bọn họ sẽ trở thành kẻ thù của Tiêu tộc chúng ta, không chết không ngừng. Thứ ba, nói tới đây, Tiêu Lục Quốc khựng lại, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Ông ta liếc nhìn mọi người có mặt ở đây nghe cho rõ. Bất cứ ai, bất cứ thế lực nào. Nếu biết tung tích của Diệp Bắc Minh mà không thông báo cho nhà họ Tiêu, thì chính là kẻ thù của Tiêu tộc. Giúp đỡ Diệp Bắc Minh chính là muốn làm kẻ thù của Tiêu tộc. Ánh mắt già nua càng lạnh lùng hơn, tên chết tiệt, lên trời xuống đất, để lão phu xem lần này cậu sẽ sống sót như thế nào. Tin tức một phân thần của Thần Vũ Đại Đế vẫn còn sống. Giống như một trận động đất, chỉ trong tích tắc đã lan rộng khắp nguyên thủy chân giới. Tộc bất hủ, chính điện. Mấy ông lão quỳ trên mặt đất, ngồi ở vị trí chính là một ông già trông giống như một bộ xương khô, đôi mắt cực kỳ trang nghiêm. Các người có chắc chắn đó là phân thần của Thần Vũ Đại Đế không? Ông già giống bộ xương khô nói. Mấy ông lão ở cảnh giới tế đạo cấp 7, cấp 8 vội vàng dập đầu, lão tổ, tuyệt đối là sự thật. Thần Vũ Đại Đế tự mình ra tay, bắn một mũi tên xuyên qua hư không, thể chất hỗn độn. Nghi ngờ bị thương nặng. Nếu không phải có đế tháp kia thì e rằng. Sắc mặt của ông già giống bộ xương khô nhất thời không ngừng thay đổi, truyền lệnh xuống, bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì có liên quan đến Diệp Bắc Minh đều không liên quan gì đến tộc bất hủ. Trên cao nguyên tuyết vô tận, tuyết tộc. Cho nên, thể chất hỗn độn bị thương. Một bà lão cầm một cây trượng huyền băng. Xung quanh đại sảnh giống như Long Cung là vô số nhân vật cấp cao của tuyết tộc. Biểu hiện của mỗi người đều khác nhau. Ông lão quỳ trên mặt đất gật đầu, thưa lão tổ, đúng vậy. Vậy Diệp Bắc Minh bị phân hồn của Thần Vũ Đại Đế bắn một mũi tên bị thương nặng, chỉ sợ nếu cậu ta không chết cũng sẽ bị tàn phế. Bà lão gật đầu, cơ hội của chúng ta đã đến, còn chờ gì nữa? Lập tức tập hợp những người trên cảnh giới tế đạo của tuyết tộc, tìm kiếm tung tích của người này. Trong tay người này mẫu thạch hỗn độn, bản thân cậu ta còn là thể chất hỗn độn. Chúng ta phải tìm được người này trước tất cả mọi người. Sâu trong nhà họ Cổ, trong một cung điện bằng đá rất đơn sơ. Tổng cộng có hai bóng người, một ông lão mặc áo vải, nhắm mắt thiền định. Một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú nhìn chằm chằm ông lão, trịnh trọng nói, lão tổ, cơ hội của con đã đến, con không muốn ngủ đông nữa. Thể chất hỗn độn bị thương nặng, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất của con. Người thanh niên đó không ai khác chính là Cổ Nhất Minh. Ông lão mặc áo vải không trả lời. Một lúc sau, ông ta mới chậm rãi nói, con có chắc đây là cơ hội không? Cổ Nhất Minh cau mày, lão tổ, ngài có ý gì? Thần Vũ Đại Đế của nhà họ Tiêu tự mình ra tay, Diệp Thí Thiên còn bị giết ngay tại chỗ. Diệp Bắc Minh kia cũng bị thương nặng, bây giờ cậu ta chắc chắn giống như một con chim sợ cành cong, đang tìm chỗ trốn. Chỉ cần con là người đầu tiên tìm thấy Diệp Bắc Minh, thể chất hỗn độn và mẫu thạch hỗn độn đều là của con, còn đế tháp kia. Và thanh kiếm, cũng bị nghi ngờ là được chế tạo từ bất hủ đế kim, hai thứ này nhất định có thể giúp ích cho cháu trai bước lên con đường vô địch. Nói xong câu cuối cùng, Cổ Nhất Minh nắm chặt nắm đấm, xương cốt kêu răng rắc. Anh ta rất phấn khích. Ngủ đông hơn tỷ năm, cơ hội cuối cùng cũng đến. Hai ông lão mặc áo vải thở dài, Nhất Minh, lão tổ đã từng tính vận mệnh của người này, phát hiện cậu ta là người không có vận mệnh. Cổ Nhất Minh cau mày, không có vận mệnh, điều này không phải nói rõ lần này cậu ta chắc chắn sẽ chết sao? Không không không,
Ông lão mặc áo vải lắc đầu, từ trước tới nay, chỉ có người từ cảnh giới đại đế trở lên mới không có vận mệnh. Cổ Nhất Minh hít một hơi, SSS, lão tổ, ý của ngài là, người này, trong tương lai sẽ trở thành một vị đại đế. Ông lão mặc áo vải nói, không thể nào. Cổ Nhất Minh gần như gầm lên câu này. Ngạc nhiên, không thể tin được, hoảng sợ, kinh hoàng. Cuối cùng, hết thảy hóa thành sự ghen tị sâu sắc, anh ta không cam tâm, thật sự không cam tâm, lão tổ, giả, tất cả đều là giả. Ngài đang lừa con phải không? Lão tổ, ngài đang lừa con phải không? Ông lão mặc áo vải thở dài, không nói gì. Giọng Cổ Nhất Minh khàn khàn, lão tổ, vận mệnh của con thì sao? Ông lão mặc áo vải liếc nhìn anh ta, gần đây con sẽ gặp phải tai nạn bị thương, lùi một bước sẽ sống, tiến một bước sẽ chết. Con người của Cổ Nhất Minh co lại, hô hấp trở nên gấp gáp, lão tổ, không thể nào. Tuyệt đối không thể như vậy. Hai, Nhất Minh, từ bỏ đi. Ông lão mặc áo vải lắc đầu, con và Diệp Bắc Minh căn bản không phải người cùng đẳng cấp. Nếu con yên tâm bế quan, sau một thời gian, cứ 10 tỷ năm một lần sứ giả tiếp dẫn sẽ đến Nguyên Thủy Chân Giới, con là đại diện của nhà họ Cổ, trong tương lai cũng không phải không có cơ hội đi đến bước đó. Diệp Bắc Minh, không phải là người con có thể gây sự được, cũng không phải là chủng tộc đế huyết ở Nguyên Thủy Chân Giới có thể đụng đến. Khiêu khích người này sẽ phải chịu diệt vong. Câu cuối cùng được ông lão mặc áo vải nói ra một cách vang dội đầy uy lực. Cổ Nhất Minh im lặng. Không biết qua bao lâu, anh ta lại cười khổ, lão tổ, con sẽ không dây dưa với cậu ta, chỉ là... Sâu trong một khu rừng nguyên sinh, Diệp Bắc Minh ngồi khoanh chân, ở vị trí trái tim, có một cái lỗ to bằng miệng chén trông rất đáng sợ. Máu cứ liên tục chảy ra từ vết thương, rơi tí tách xuống đất, rồi tan mất ngay lập tức. Máu hỗn độn không thể chạm đất, một khi chạm đất sẽ lập tức tiêu tan trong trời đất. Nhóc con, đã lâu như vậy, vết thương vẫn chưa lành sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tái nhợt lắc đầu, mũi tên thần kia chứa đựng đạo thương của cảnh giới đại đế, giống như lần trước ta bị trúng đạo thương của cảnh giới tế đạo. Trong chốc lát không có cách nào khôi phục. Hơn nữa, dưới đạo thương, e là sức mạnh võ đạo của ta chỉ còn 1/3. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục rất trịnh trọng, sau này đừng mạo hiểm như vậy, những chủng tộc đế huyết kia quá rắc rối. Lão tổ đã vì ta mà chết. Diệp Bắc Minh nghiến răng nghiến lợi, ngục giam số 7 bị phá hủy, cha mẹ, sư tỷ, Nhược Dư, Sáng Nguyệt. Bọn họ đều đã chết. Nhà họ Tiêu, ha 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 ha. Đời này Diệp Bắc Minh ta chỉ làm một việc, đó chính là giết chết tất cả người của nhà họ Tiêu. Sát ý đáng sợ lan rộng ra. Trên bầu trời, một đám mây máu ngưng tụ, mang theo sát ý lạnh thấu xương. Ở chỗ này, đột nhiên, một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Ha 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 ha, Diệp Bắc Minh, cậu thực sự bị thương, chúng ta là người đầu tiên tìm được tên này, mau thông báo cho lão tổ. Vừa nói dứt lời, hàng chục bóng người từ xung quanh lao tới. Thực lực của bọn họ đều từ cảnh giới tế đạo cấp 5 trở lên. Khoảnh khắc những bóng người này xuất hiện, xung quanh biến thành một thế giới băng tuyết, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy chục độ. Giây tiếp theo, cả thế giới đều bị phong tỏa. Các người đã làm rất tốt, tuyết tộc của chúng ta hẳn là người đầu tiên tìm được thể chất hỗn độn. Một bà lão cầm chiếc trượng huyền băng chậm rãi bước ra khỏi đám đông, trên môi nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Diệp công tử, để lão thân ra tay mời cậu, hay là cậu tự mình đi cùng chúng tôi? Đúng rồi, nếu lão thân ra tay, Diệp công tử có thể sẽ chết, dù sao thể chất hỗn độn sống hay chết cũng không ảnh hưởng đến sức mạnh của máu hỗn độn. Những nếp nhăn trên khuôn mặt của bà lão tụ lại thành một bông hoa cúc, Diệp công tử, cậu nghĩ sao? Bà già, người đến từ tuyết tộc phải không? Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, nhắm chặt bà lão đang nói như một con rắn độc, ta nhớ ra ngươi rồi. Kể từ hôm nay, tất cả những người có quan hệ huyết thống với ngươi đều phải chết. Nụ cười của bà lão cứng lại, hừ, rượu mừng không uống lại uống rượu phạt. Ai bắt được tiểu tử này trước sẽ được thưởng 10 đan dược cấp tế đạo. Lời nói đó vừa vang lên. Mắt mấy chục ông lão đến cùng nhau đều đỏ ngầu. Nhân lúc hắn đang bệnh, lấy mạng hắn đi. Giết! Lập tức lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ tay nắm chặt, thanh Càn Khôn Chấn Ngục kiếm chém ra. Gầm gào! Một con huyết long lao ra, lao thẳng vào đám đông, một màn xương máu nổ tung. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy? Không phải hắn bị thương rồi sao? Sao có thể vẫn có sức mạnh lớn như vậy? Sắc mặt những ông lão khác điên cuồng biến đổi, nhanh chóng lùi lại. Một đám phế vật vô dụng, cút hết cho ta. Bà già tuyết tộc hét lên dữ dội.
Bà ta tiến lên một bước, dùng nạng trong tay đánh vào đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ tay vung kiếm ra, kiếm khí giống như sao chổi quét qua mặt đất. Cái gì vậy, cút! Bà lão Tuyết tộc hừ lạnh một tiếng. Sức mạnh của cảnh giới tế đạo cấp 9 hoàn toàn bị nghiền nát, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Bang! Kiếm khí bùng nổ. Sóng không khí quét ngược về phía sau, đánh trúng Diệp Bắc Minh, đánh hắn văng xa mấy trăm mét. Quỳ một gối, thanh càn khôn chấn ngục kiếm cắm xuống đất, lùi lại hàng chục mét mới dừng lại. Phụt phun ra một ngụm máu tươi. Tại vị trí vết thương ở tim, máu hỗn độn chảy ra, rơi xuống mặt đất rồi biến mất. Ha 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 ha, tiểu tử, người đã bị thương đến như vậy rồi, còn phản kháng cái gì? Bà lão Tuyết tộc cười quái dị, bước trên không trung, từng bước đi về phía Diệp Bắc Minh. Khuôn mặt già nua đầy vẻ thích thú. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, theo ta về Tuyết tộc. Ta có thể giữ cái mạng này lại cho ngươi. Xung quanh, những người còn lại của Tuyết tộc nhanh chóng bao vây lại. Diệp Bắc Minh cười nhếch mép, phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng, bà già khốn kiếp, ngươi cũng xứng sao. Đúng là tìm cái chết. Đôi mắt bà lão Tuyết tộc giật giật, giơ cây trượng băng lên điên cuồng đập xuống. Ngươi mới là đang tìm cái chết, tiểu tháp, bùng phát cho tôi. Diệp Bắc Minh điên cuồng gầm lên. Giây tiếp theo, tháp càn khôn chấn ngục trực tiếp bùng phát, một sức mạnh cường đại tràn vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Cảnh giới đại đạo chi thượng, trong nháy mắt, thăng cấp hai cảnh giới nhỏ. Cùng lúc đó, cây trượng băng trong tay bà lão Tuyết tộc đã bay tới phía trên đầu Diệp Bắc Minh, mạnh mẽ giáng xuống. Đứt cho ta, thanh càn khôn chấn ngục kiếm chém ra. Keng, một tiếng vang lên, cây trượng băng sụp đổ và biến thành vô số mảnh vỡ. Bà lão Tuyết tộc sửng sốt, làm sao có thể, người bị thương nặng, lại vẫn có thực lực như vậy. Giây tiếp theo, bà lão Tuyết tộc đột nhiên biến sắc. Từ trong thanh càn khôn chấn ngục kiếm, một luồng kiếm khí màu máu quét qua, mục tiêu của nó chính là đỉnh đầu bà lão Tuyết tộc. Tiểu tử, ngươi dám. Bà lão Tuyết tộc tức giận. Với một cú vặn cổ cực kỳ kỳ lạ, đạo kiếm khí đó gần như xuyên qua da đầu của bà ta, không hề bị tổn hại gì. Bà lão Tuyết tộc kiêu ngạo cười. Tiểu tử, tốc độ của ngươi quá chậm. Cảnh giới tế đạo cấp 9 không phải là thứ ngươi có thể. Bà ta còn chưa nói hết câu. À, một tiếng hét thảm thiết. Bà ta né được đạo kiếm khí thứ nhất, nhưng đạo kiếm khí thứ hai lại lao tới, quá nhanh rồi. Không thể tránh được. Cổ bà ta đau nhói, đầu bay ra như một quả dưa hấu. Cảnh giới tế đạo cấp 9, ta tiễn ngươi lên đường. Diệp Bắc Minh dậm chân một cái, đuổi theo như một ngôi sao băng. Bà lão Tuyết tộc cuối cùng cũng hoảng sợ, các ngươi còn đứng ngây ra đấy làm gì? Còn không mau ngăn hắn lại. Một đám người Tuyết tộc cuối cùng cũng phản ứng lại. Tất cả đều đứng trước mặt Diệp Bắc Minh. Cút! Diệp Bắc Minh vung kiếm chém ra một con đường đẫm máu. Thuật hư không cộng thúc địa thành thốn, ngay lập tức đuổi kịp bà lão Tuyết tộc. Dày hồi lực tung ra một cú đá. Ngươi có thể chết rồi. Nếu cú đá này trúng, đầu của bà lão Tuyết tộc chắc chắn sẽ nổ tung đầu. Thậm chí có thể chết ngay ở đây. Tiểu tử, người thật to gan. Bà lão Tuyết tộc gầm lên, đừng để ta hồi phục, nếu không Tuyết phủ dung ta thề. Ta sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi. Nghiền nát hỗn độn cốt của ngươi thành bột, luyện thịt hỗn độn của ngươi thành đan dược, giữ thần hồn của ngươi ở bên cạnh, hàng ngày tra tấn để mua vui. Một cái bắp cải thối cũng dám gọi là phủ dung. Diệp Bắc Minh cảm thấy buồn nôn, bà già khốn kiếp, ngươi thật là không biết xấu hổ. Một tiếng nổ lớn vang lên, giữa lông mày Tuyết phủ dung phóng ra một huyết quang. Thần phủ xuất hiện, bao trùm đỉnh đầu. Vẫn như vậy, cú đá này vẫn là một cú đá chắc chắn. À, Tuyết phủ dung hét lên thảm thiết. Thần phủ đã giúp bà ta chặn đòn chí mạng này, các vết nứt xuất hiện. Đầu bà ta chảy máu khắp nơi, bà ta hét lên vô cùng hung ác, tiểu tử, mẹ kiếp, ngươi thật đáng chết. Kẻ đáng chết là ngươi, để ta xem thần phủ của ngươi có thể chống đỡ được mấy lần. Diệp Bắc Minh lao về phía trước cực kỳ mạnh mẽ. Lại một cú đá khác. Rắc rắc, một tiếng kêu rõ nét. Thần phủ của Tuyết phủ dung hoàn toàn nổ tung, linh đài giữa hai lông mày sụp đổ, đầu bị Diệp Bắc Minh dẫm lên. Bà già khốn kiếp, chẳng phải ngươi rất tự cao sao? Tiếp tục tự cao đi. Diệp Bắc Minh, ngươi, ngươi dám làm như vậy với ta, Tuyết tộc sẽ không tha cho ngươi. Ồ, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, kết cục của Tuyết tộc cũng sẽ giống như nhà họ Tiêu. Còn ngươi, chết đi. Trong nháy mắt hắn dậm mạnh chân, muốn bóp nát đầu của Tuyết Phù Dung. Phù Dung, Diệp Bắc Minh, ngươi thật to gan, dám hủy hoại thân thể em gái của ta.
ta ban cho ngươi cái chết. Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên. Diệp Bắc Minh cảm thấy sống lưng ớn lạnh, quay đầu lại nhìn. Một ông già đầu chọc xé nát hư không bước tới. Cảnh giới tế đạo cấp 9. Ông ta cầm một chiếc rìu khổng lồ trong tay, chém vào đầu Diệp Bắc vô cùng tàn bạo. Anh, cuối cùng anh cũng đến rồi, ha 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 ha. Tuyết Phù Dung kích động cười lớn, Diệp Bắc Minh, người chết chắc rồi. Nếu ta là ngươi, bây giờ sẽ lập tức chạy thoát thân. Nếu bàn chân này dẫm xuống, đầu bà ta sẽ nổ tung. Diệp Bắc Minh chắc chắn sẽ ăn một rìu vào đầu, không chết cũng tàn phế. Thoát thân, vậy cũng phải giết ngươi trước. Diệp Bắc Minh cười lạnh, dứt khoát đạp xuống. Rắc rắc, đầu Tuyết Phù Dung nổ tung, hóa thành xương máu. Bang! Cùng lúc đó, chiếc rìu khổng lồ trong tay ông già hói cũng đánh vào vai Diệp Bắc Minh. Hắn bay ra, rơi ra xa hàng trăm mét, bả vai nổ tung, máu điên cuồng chảy ra. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lo lắng, tiểu tử, cậu không sao chứ? Diệp Bắc Minh nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, không sao, vẫn chưa chết được. Thần hồn của Tuyết Phù Dung lao ra khỏi đám xương máu, mẹ kiếp. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, chết tiệt, ngươi lại thật sự phá hủy đầu ta. Mẹ kiếp, cảnh giới của ta, ít nhất phải rơi xuống 3-4 cảnh giới nhỏ. Chết tiệt, ngươi có biết lão nương phải mất bao lâu để tiến vào cảnh giới tế đạo cấp 9 không? Hơn 10 tỷ năm, hóa thành bọt rồi. Diệp Bắc Minh, ngươi thật đáng chết. Thần hồn của Tuyết Phù Dung ngưng tụ lại. Vẻ mặt méo mó gầm lên, anh, giúp em giết hắn. Giết, giết, giết. Ông già đầu chọc gật đầu, được. Ông ta dậm một chân xuống, lao đến. Hai tay giữ chặt chiếc rìu khổng lồ và chém xuống như khai thiên lập địa. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm. Diệp Bắc Minh hét lên, giơ tay lên dùng kiếm chặn lại. Keng, một âm thanh nghèn nghẹt vang lên, thanh Càn Khôn Chấn Ngục kiếm đè lên vai hắn, Diệp Bắc Minh quỳ một gối xuống, phun ra một ngụm máu. Chiếc rìu đã chém vào cơ thể hắn. Ông già đầu chọc sắc mặt lạnh lùng. Hỗn độn thể. Ha ha, chém đầu ngươi. Chiếc rìu khổng lồ quay lại và chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Vào thời khắc quan trọng này, một thanh thần kiếm màu tím xuyên qua không trung và chặn trước cổ hắn. Xoẹt. Kiếm khí màu tím quét ngang và chém về phía đầu của ông già đầu chọc. Tử vi đấu pháp, ngươi là người của tử vi đế tộc, ngươi thật to gan. Ông già đầu chọc giận dữ nhìn chằm chằm vào người mặc áo choàng đen trước mặt. Cả người cô được bao trùm bởi năng lượng màu tím, trên mặt đeo mặt nạ. Thân pháp cực kỳ tao nhã, không thể nhìn rõ được diện mạo thực sự. Đi! Người mặc áo choàng đen nắm lấy vai Diệp Bắc Minh và hét lên một tiếng. Ông già đầu hói cười lạnh, muốn đi à? Đã hỏi đồ long phủ của ta chưa? Khai thiên, tịch địa! Một tiếng gầm lớn. Chiếc rìu khổng lồ trong tay ông ta chém về hướng hai người đang chạy trốn. Âm uinh uinh! Đất trời rung chuyển, bầu trời đầy khói bụi. Khi khói bụi tan đi, chỉ còn lại một cái khe đáng sợ kéo dài hàng nghìn mét, mọi thứ xung quanh đều biến thành hư vô. Chạy rồi, anh lại để bọn chúng chạy rồi. Thần hồn của Tuyết Phù Dung lao tới, tức giận gần chết, em muốn bọn chúng chết. Ông lão đầu chọc cười lạnh, yên tâm, bọn chúng không trốn được đâu. Cách xa vạn dặm, có một hang động ẩn giấu. Được rồi, ở đây chắc là an toàn rồi. Người mặc áo choàng đen bỏ Diệp Bắc Minh xuống, dựa vào tường. Từ dưới mặt nạ phun ra một ngụm máu, được rồi, đoạn đường tiếp theo ngươi tự mình đi đi. Lát nữa ta sẽ ra ngoài, dụ người của Tuyết tộc đi. Ngươi tự mình tìm cách rời đi, sau này đừng lộ diện nữa. Hãy sống cho tốt. Sau đó, cô ta đi ra khỏi hang động. Vừa đi được hai bước, cô ta loạng choạng suýt ngã xuống đất. Diệp Bắc Minh tiến lên đỡ cô, Trần Sư Tỷ, tình trạng của cô còn tệ hơn cả tôi nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là người của Tuyết tộc. Tự bản thân cô sẽ chảy máu mà chết. Đôi mắt của người mặc áo choàng đen nheo lại dưới chiếc mặt nạ, cậu. Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi không phải Trần Vũ Nhu, cậu nhận nhầm người rồi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, có chút không nói nên lời. Nhìn thấy bộ dạng của Diệp Bắc Minh, người mặc áo choàng đen không còn cách nào khác đành phải cởi mặt nạ ra, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ xấu xí. Chính là Trần Vũ Nhu. Sao cậu biết là tôi? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Vừa rồi ông già đầu chọc có nói 4 tiếng, tử vi đấu pháp, đến ông ta cũng nhận ra cô là người của tử vi đế tộc. Trong toàn bộ tử vi đế tộc, ngoài Trần Sư Tỷ ra, còn ai quen biết tôi chứ? Trần Vũ Nhu liếc nhìn Diệp Bắc Minh, sắc mặt có chút xanh xao. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi cứu cậu chỉ vì cậu đã cứu tôi khi chúng ta ở vô căn chi địa. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi hiểu.
Cậu Trần Vũ Nhu nhất thời không nói nên lời, bỏ đi. Tôi sẽ dụ người của tuyết tộc đi, cậu tự chạy trốn thoát thân đi. Cô vừa bước một bước, vết thương sau lưng liền rách toạc ra. Rít, đau đớn đến mức cô hít một hơi lạnh. Cơ thể loạng choạng, muốn ngã xuống. Diệp Bắc Minh tận dụng tình thế, ôm lấy Trần Vũ Nhu, để cô ngồi trong vòng tay hắn. Ngồi trên chân của Diệp Bắc Minh, cơ thể thanh tú của Trần Vũ Nhu khẽ run lên, Diệp công tử, cậu. Trần sư tỷ, vết thương của cô rất nghiêm trọng. Giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên từ phía sau, cô đừng nhúc nhích, tôi trị thương cho cô trước. Hắn giơ một tay lên và tóm lấy. Soạt, chiếc áo choàng đen của Trần Vũ Nhu bị xé toạc, để lộ ra tấm lưng hoàn hảo. Thân hình thon gọn, làn da vô cùng mỏng manh. Hơi thở của Diệp Bắc Minh đập vào lưng Trần Vũ Nhu, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng. Ngoài khuôn mặt đó ra, dáng người của Trần Vũ Nhu đã là đẹp nhất trong số phụ nữ rồi. Diệp Bắc Minh ánh mắt trong suốt, không suy nghĩ nhiều, mấy mũi kim bạc đâm vào lưng Trần Vũ Nhu. Tiếp đó, lấy ra một ít bột thuốc bôi lên đó. Suy nghĩ một lúc, hắn vắt ra hai giọt máu hỗn độn nhỏ xuống vết thương. Một cảm giác nóng bỏng ập đến. Diệp công tử, cậu đây là... Trần Vũ Nhu cảm nhận được khí tức của máu hỗn độn. Diệp Bắc Minh cười nói, dù sao máu của tôi cũng rất nhiều, máu hỗn độn trị thương rất tốt. Vết thương của cô chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ không có gì đáng ngại cả. Lúc này hai người mới tách ra. Trên khuôn mặt tái nhợt của Trần Vũ Nhu phảng phất chút đỏ ửng, Diệp công tử, nhà họ Tiêu đã phát lệnh truy nã, cả thế giới đều đang truy lùng cậu. Mọi người đều biết cậu bị thương nặng. Nhìn vào vị trí trái tim của Diệp Bắc Minh. Một cái lỗ to bằng cái bát, xuyên thẳng vào, chấn động. Tất cả người trong thiên hạ đều thèm muốn mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn của cậu. Tốt nhất là bây giờ cậu nên trốn đi, chờ vết thương bình phục rồi nói. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đây là đạo thương do cảnh giới đại đế để lại, rất khó bình phục. Trần Vũ Nhu kinh ngạc, Diệp công tử, cậu. Yên tâm, không chết được đâu. Diệp Bắc Minh mỉm cười rất tự tin. Nhìn thấy cảnh này, Trần Vũ Nhu thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, cô lại trở nên lo lắng, Diệp công tử, tiếp theo cậu có dự định gì? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, không phải cô nói tất cả người trong thiên hạ đều đang tìm tôi sao? Tôi chuẩn bị đến một nơi. Ở đâu? Trần Vũ Nhu sửng sốt. Diệp Bắc Minh trả lời một câu, hang thần ma. Cái gì? Trần Vũ Nhu kinh ngạc đứng dậy, Diệp công tử, cậu điên rồi à? Hang thần ma cực kỳ nguy hiểm. Ở nơi sâu nhất. Nghe nói có những quái vật đáng sợ có thể so sánh với cảnh giới tế đạo cấp 9, thậm chí là tế đạo chi thượng. Với tình trạng của cậu, đi vào đó nhất định sẽ chết. Nói đến đây, Trần Vũ Nhu quả quyết lắc đầu, không được, cậu không thể đi. Diệp Bắc Minh nhìn cô có chút hứng thú. Cô gái này đang quan tâm đến mình sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Bắc Minh, Trần Vũ Nhu vội vàng giải thích, Diệp công tử, tôi. Không có ý đó. Diệp Bắc Minh cười cười. Đổi chủ đề, Trần sư tỷ, mặt của cô là bị sao vậy? Trần Vũ Nhu hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên, đàn ông đều giống nhau. Cậu cũng cảm thấy tôi xấu phải không? Yên tâm, tôi không có ý đó với cậu đâu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, xấu đẹp chẳng qua chỉ là da thịt mà thôi. Cá chìm ngỗng rơi, trăng tàn hoa thẹn, đều không thể so sánh với ơn cứu mạng của Trần sư tỷ. Lùi lại một bước mà nói, Trần sư tỷ, thật ra cô rất xinh đẹp. Chỉ là vết sẹo trên mặt cô chắc là do một loại kịch độc phải không? Trần Vũ Nhu có chút xấu hổ, cái tên này thật giỏi nói chuyện. Đợi đã. Đột nhiên. Trần Vũ Nhu phản ứng lại, cậu biết chất độc trên mặt tôi sao? Diệp Bắc Minh gật đầu, đây có lẽ là chất độc huyết mạch đúng không? Nếu như tôi đoán không nhầm. Lúc nhỏ, có lẽ Trần Sư Tỷ không có vết sẹo này trên mặt. Trần Vũ Nhu kích động, đúng vậy. Nhưng, dường như cô nghĩ đến cái gì đó. Cười khổ nói, bỏ đi. Nói cho cậu cũng vô dụng, không ai có thể chữa lành mặt cho tôi. Nhưng, Diệp công tử, cảm ơn cậu đã an ủi. Thấy Trần Vũ Nhu không tin mình, Diệp Bắc Minh không nói gì thêm, được rồi. Trần sư tỷ, xin hãy giúp tôi một việc. Chuyện gì thế? Trần Vũ Nhu gật đầu. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, sau khi rời đi, hãy truyền đi tin tức tôi đang ở trong hang thần ma. Cậu muốn làm gì? Trần Vũ Nhu ngây ra nhìn Diệp Bắc Minh. Lúc này, cô nhìn thấy trên người Diệp Bắc Minh một sát khí đáng sợ. Giọng nói Diệp Bắc Minh cực kỳ lạnh lùng, có một thì tính một. Chỉ cần có người muốn giết tôi, hang thần ma sẽ là nơi chôn cất của bọn chúng. Bất luận là đế huyết gia tộc hay là cảnh giới tế đạo cấp 9, chỉ cần dám đến, tất cả đều sẽ bị chôn sống.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 141.